chào các bạn các bạn đang nghe bộ truyện toàn chức cao thủ của tác giả hồ điệp lam bộ truyện được chuyển thể phun trọn bộ thành truyện audio trên kênh youtube thích nghe truyện 247 trong quá trình dịch thuật và chuyển đổi đôi khi vẫn có một số lỗi nho nhỏ nên các bạn chú ý trước khi nghe nhé nếu thấy hay các bạn hãy cho mình xin 3 giây để nhấn like share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé xin cảm ơn giờ chả làm gì được hắn, nhất định phải dùng chính thực lực của ta phá kỷ lục phó bản. Cuối cùng tưởng du cũng ra quyết định giống Lam Khê Các, hai công hội đồng cảnh ngộ, hai hội trưởng khu 10 cũng đồng lòng. Hiện tại Lam Khê Các cũng giống ta, vì việc này mà bị gọi thẳng tên. Dạ độ hàm đàm nói, chật, cái trò đánh thuê này, cũng như thi hộ ấy, vinh quanh gì đâu, để đến nước này là do chúng ta không suy xét cẩn thận. Có lẽ bên Lam Khê Các cũng đang lập tim đi phá kỷ lục vùng đất lưu lạc chúng ta không có cưa ở phó bản này nữa, phá đi phá lại cuối cùng cũng chỉ có một bên được. Nhưng vùng đất lưu lạc cho chúng đi, chúng ta cày khe núi nhất tuyến, làm một kỷ lục chắc chắn, bên khu 10 cũng có mấy người lên 33 rồi phải không? Phải, dạ độ hàn đàm gật đầu, khe núi nhất tuyến là phó bản cấp 30 đến 33, kỷ lục cao nhất đều được ghi ở cấp 33 cả. Nhưng chúng ta phải làm một việc trước đã, tưởng du nói, việc gì, liên hệ với quân mạc tiếu, tưởng du nói còn tìm hắn ta, dạ độ hàn đàm kinh ngạc, phải, nhưng không mời chào hắn phá kỷ lục, chúng ta mời hắn không động tới kỷ lục này, giá cả tương tự như khi mời hắn. Tưởng Du vừa nói xong, bất chợt cả hai cùng im lặng. Một lúc lâu sau dạ độ hàn đàm mới lắp bắp bảo, có lẽ nào? Chú cũng nghĩ ra rồi, giọng điệu tưởng Du bình tĩnh hơn, chẳng lẽ tên kia tính trước cả bước này, từ nay về sau, ngay cả cu cũng chả phải làm. Các đại công hội chúng ta muốn ghi kỷ lục, không phải thuê hắn đánh nữa, mà thuê hắn không ra tay ư. Dạ độ hàn đàm không còn tin vào mình nữa. mươi 165, bắt cóc kỷ lục, cả hai lại im lặng tiếp một lúc lâu, nhân vật của hai người đứng như trời trồng giữa hoang mạc của thần chi lĩnh vực, từng cơn gió cuốn tung lớp cát vàng như muốn chôn vùi đôi bóng dáng. Quân mạc tiếu, không công hội, không xuất xứ, cũng chả có thế lực chống lưng, chỉ dùng kỹ thuật đã khống chế được toàn bộ kỷ lục của khu 10, dùng nó để kiềm chế tất cả công hội lớn nhỏ muốn phát triển khu mới, kỷ lục phó bản là ưu tiên hàng đầu. Khu mới, con người mới, công hội lớn có nổi tiếng mấy thì đến khu mới cũng chỉ là những kẻ chân ướt chân giáo giống nhau. Vậy phải làm sao mới có thể gây dựng vị trí trong mắt ma mới đây? Phải dùng chính kỷ lục phó bản, đây là cách thể hiện rõ ràng và mạnh mẽ nhất của từng công hội. Nhưng ở khu 10 lúc này, tất cả công hội đều trở thành trò cười, trong cảm nhận chung của mỗi người bây giờ, quân mạc tiếu giúp ai, kỷ lục thuộc về tay kẻ ấy không trách tại sao đám ma mới lại có suy nghĩ như thế được trong cuộc chiến tranh giành kỷ lục và lôi kéo quân mạc tiếu này chính những công hội lớn cũng nhận ra tầm quan trọng của quân mạc tiếu từ lâu rồi trách thì trách họ khôn quá hóa dại cao thủ ra tay trông vào liền rõ đám ma mới còn chưa hiểu gì về kỷ lục lũ lão làng vừa nhìn thành tích của quân mạc tiếu đã biết ngay nó quá cao cái thành tích đó họ bó tay nên chẳng còn cách nào khác ngoài việc tìm quân mạc tiếu suy cho cùng cũng là mỗi công hội lớn chưa lường trước được mọi tình huống ai mà biết được vị cao thủ này còn có bản lĩnh một tay che trời. Khu 10 còn tiếp diễn tình trạng đó thì sớm muộn cũng sẽ mở ra một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên mà thực lực của các đại công hội chả là cái đinh gì. Cao thủ, trước là lợi thế của các công hội lớn ở khu mới, giờ lòi đâu ra một tên quân mạc tiếu, cao thủ cũng rất giá thê thảm, cứ vậy thì các công hội lớn còn chiếm ưu thế gì ở khu mới nữa. Cũng đâu thể ngày nào cũng giống trên kênh thế giới rằng họ là 3 năm 7 công hội lớn trong vinh quang được. Không chừng chỉ ăn ốc nói mò thôi. Dạ độ hàn đảm bảo, nếu không phải vậy, thì không chỉ kỹ thuật, mà tên này bày mưu tính kế cũng đáng sợ đến thế. Tưởng Du nói, để em về đó thương lượng với hắn xem sao. Dạ độ hàn đàm nói, ờ, chú đi đi, khu 10 vinh quang, bên Lam Hà vẫn chưa ý thức được vấn đề này, còn đang offline cùng Xuân Dịch Lão hệ thống lại địa chỉ của đám cao thủ để vời đến đánh thay vất lại danh tiếng. Nên khi dạ độ hàn đàm vào khu 10, mở danh sách bạn tốt, tên Lam Hà chưa thấy lên tên quân Mạc Tiếu vẫn sáng như cũ, kênh thế giới khá im ắng. Đã 5 giờ sáng, đây là khoảng thời gian người online thấp nhất, cơn sóng thảo luận về kỷ lục phó bản đã qua, thế giới trở lại trạng thái yên ả vốn có. Nhưng dạ độ hàn đàm rất rõ, dư luận đã chấm dứt, nhưng không đồng nghĩa mọi thứ đã êm xuôi. Lúc này đây, hình ảnh về hai công hội lớn đã bị bôi cho chát chấu, không nhanh cướp lại kỷ lục để thay bằng dư luận khác, chỉ sợ họ sẽ chìm nghỉm ở khu người này. Người anh em, có đó không? Dạ độ hàn đàm liên lạc với quân mạc tiếu, đã quá nửa đêm, ớt âu nồ người đi ngủ là chuyện bình thường. Có đây, Diệp Tu vẫn chăm chỉ đập quái ở khu hoang dã, có chuyện muốn thương lượng với ông về phó bản khe núi nhất tuyến. Dạ độ hàn đàm nói, khe núi nhất tuyến à, tôi chưa đủ level, Diệp Tu trả lời, ông không hiểu ý tôi thật đấy à. Dạ độ hàn đàm cẩn thận hỏi thử, giờ không thể mít lòng tên này được, nghĩ thôi đã thấy tức anh ách. Nói đi xem nào, Diệp Tu đáp. Kỷ lục của khe núi nhất tuyến lần này, tụi tôi hy vọng ông không giớ tay vào. Dạ độ hàn đàm thẳng thắn, à, vậy giá phải cao hơn đấy. Diệp tu nhắn lại, câu trả lời gọn lỏn, không ngạc nhiên, không nghi ngờ, thản nhiên, dứt khoát, nhảy một phát tới giai đoạn ra giá luôn, bảo cái thằng này không tính trước, mà nó tin. Hắn rõ hơn cả mình, còn chuẩn bị từ sớm. Dạ độ hàn đàm phiền não, lại không thể không hỏi, giá cả thế nào. Tám đuôi gai bò cặp đỏ, tám kim độc đỏ tươi, cuồng đao xích ảnh, tinh thạch hổ phách, bốn mươi tơ cát. Lại một lời đáp trong vánh nữa, coi bộ giá cả cũng nghĩ xong cả rồi. Dạ độ hàn đàm càng thêm u oán, lật xem từng món nguyên liệu cần nộp xong mà suýt khóc. Tất cả đều rơi từ boss ẩn của phó bản khe núi nhất tuyến, đuôi gai bò cạp đỏ và kim độc đỏ tươi rất từ boss ẩn thích khách bò cạp đỏ, cuồng đao xích ảnh là bội đao của boss ẩn ảnh đao khách A Hồng, là một vũ khí cam, 40 tơ cát thì rơi từ boss ẩn xa tầm, còn tinh thạch hổ phách là vật phẩm rơi từ boss giã đồ người đá lang thang ao của bản đồ khe núi nhất tuyến. Năm món này, chưa bàn về giá trị, chỉ riêng việc thu gom với số lượng ngần ấy đã vật vã lắm rồi. Vì chúng là tập hợp của toàn bộ boss hiếm trong khe núi nhất tuyến. Ấn số lượng này, coi nhiều ánh boss nào được đồ nấy đi, thì cũng phải gặp được thích khách bò cạp đỏ 16 lần, xa tầm 40 lần. Cứ trông Diệp tu sới tung phó bản hai hôm nay cũng chả gặp được con boss ẩn nào là biết, mà tính đống này thôi đã phải gặp boss ẩn 56 lần rồi, nếu chỉ bằng một người, có khi cầy khe núi nhất tuyến tới nước không còn kinh nghiệm cũng chưa đủ trả nợ mất. Về phần cuồng đao xích ảnh, gặp được boss đã phải xem ăn ở, rất được vũ khí cam lại thử thách nhân phẩm thêm lần nữa, quả là một cuộc siêu thử thách nhân phẩm. Tinh thạch hổ phách còn phức tạp hơn, boss giã đồ đâu phải muốn là được, phải PK giành giật đó. Hôm nay boss giã đồ của vùng đất lưu lạc và khe núi nhất tuyến đã bị làm thịt, cả hai lần đều là khi diệp tu offline nên không ai mời hắn tham dự cả một con trung thảo đường cướp được con kia thì về tay mưu đồ bá đạo họ cái giá phải trả lúc ấy nghĩ mà đau cạnh tranh kỷ lục phó bản có kịch liệt đến đâu cũng đỡ thê thảm hơn pvp giành giật boss dã ngoại dạ độ hàn đàm ngồi trước máy tính cân đo đong đếm xong thì ho sù sụ, sụ chẳng màng quan tâm giá trị mấy món này nữa gã chỉ nhìn danh sách thôi đã muốn hụt hơi rồi công hội của họ đã cầy khe núi nhất tuyến được một thời gian đuôi gai bò cạp đỏ và kim độc đỏ tươi đủ thì đủ thật nhưng cuồng đao xích ảnh lại chưa gặp bao giờ, 40 cái tơ cát cũng tạm tạm, tinh thạch hổ phách nghe đã thấy hư cấu, đâu riêng mưu bổ bá đạo nhà họ, cả khu 10 cũng chả có đâu, boss hoang giá một tuần chỉ ăn được 3 lần thôi. Danh sách này, quả không phải giá cả đánh thuê, nên cao hơn hẳn. Đại ca à, anh ác quá, cò kè mặc cả là điều tất yếu trong các vụ giao dịch, dạ độ hàn đàm nén cơn hậm hực thương lượng với Diệp Tu. Tuy trước kia có ấn tượng khá tốt với người này, vậy mà giờ cũng bắt đầu sinh ra chút căm phẫn. Dạ độ hàn đàm có cảm giác như bị bọn bắt cóc tống tiền, con tin là kỷ lục, mày không đáp ứng điều kiện, tao thịt kỷ lục của mày. Nhưng mà cả nửa ngày trời, đối phương chả có ý định thả con tin, dạ độ hàn đàm đang sầu não, đột nhiên hệ thống lại báo hiệu, Lam Hà lock in. Dạ độ hàn đàm lóe lên một ý tưởng, lão Lam à dạ độ hàn đàm rào đón, dê, mấy ông chuẩn bị phá kỷ lục nào đấy? Dạ độ hàn đàm hỏi, làm sao, cảnh giác mọi lúc mọi nơi với đối thủ cạnh tranh, tuy mưu đồ bá đạo không gây gắt một sống một còn với họ như trung thảo đường nhưng cũng không thể lơi là lam hà cực kỳ cảnh giác bắt tay cái nhở không thì mấy ông cứ phá vùng đất lưu lạc tội này cũng cầy vùng đất lưu lạc thế chẳng phải phí công quá sao giờ không phải lúc hai nhà nên liều mạng ganh đua dạ độ hàn đàm nhử cũng đúng vậy mỗi người một phó bản bên tôi lấy vùng đất lưu lạc còn khen núi nhất tuyến lam khê các không dớ nữa thế nào lam hà đáp ok có lời này là ok rồi Dạ độ hàn đàm hỏi tiếp, thế bao giờ mấy ông mới phá? Chắc mai đó, Lam Hà tính toán, thẻ tài khoản đã bố trí xong xuôi, nhưng đang nửa đêm chẳng thể chạy đến đập cửa nhà người ta lấy thẻ được, nên cứ để đó đã, mai tính. Lão Lam à, tôi chỉ sợ chúng ta phá được kỷ lục mới xong sẽ lại bị quân mắc tiếu cướp mất thôi. Dạ độ hàn đàm nói, chuyện này, tôi thấy không tới mức đó đâu, trong tình hình này, ông nghĩ còn ai tìm hắn ta lấy kỷ lục nữa. Lam Hà ngây thơ hỏi không ai tìm thế nhớ hắn muốn thì sao dạ độ hàn đàm vặn lại hắn muốn ư lam hà giật mình quân mạc tiếu muốn cướp có thể lắm chứ đội ngũ của hắn ta chỉ thiếu một là đủ năm người mà người thứ năm cũng có nữa người thứ năm xuất hiện hai lần rồi trong đó một kiếm khách treo tên công hội họ chẳng qua đó giờ không thấy lên nữa lam hà cũng mở mịt không ai thuê thì hắn cầy lưng đánh làm gì lam hà hỏi nếu không ai thuê hắn sẽ cam chịu vậy ư dạ độ hàn đàm chợt nhận ra lam hà hãy còn ngây thơ lắm đến nước này còn chưa nghĩ ra trò bắt cóc kỷ lục nữa nhưng lời vừa nhắc ra rốt cuộc lam hà cũng hoàn hồn ý ông là tôi vừa đánh tiếng với quân mạc tiếu xong kết quả là không muốn động vào kỷ lục cũng phải trả công cho hắn dạ độ hàn đàm báo tin giữ cho lam hà hắn nói vậy thật sao dạ độ hàn đàm đưa luôn bảng giá quân mạc tiếu yêu cầu danh sách này quả là có lực sát thương cao lam hà vừa xem cũng suýt ói máu nhưng chúng ta dồn hết sức lập kỷ lục, ông nghĩ hắn cướp lại được ư? Lam Hà Vạn hỏi, họ cũng là cao thủ, cũng biết phó bản có cực hạn. Người chơi có trình độ cao tới đâu, chỉ cần đạt được yêu cầu về cực hạn là có thể lấy được kỷ lục cực hạn của phó bản, trình độ cao hơn cũng vô dụng. Ông nhìn Mai Cốt Chi Địa đi, dạ độ hàn đàm nói, Lam Hà xứ người, Mai Cốt Chi Địa đích thực đã đi vào truyền thuyết, kỷ lục cao đến khó tin. Theo như ông nói, chẳng lẽ sau này mỗi lần muốn lấy kỷ lục là chúng ta lại phải hỏi ý hắn ta sao? Nếu không đừng hòng lấy được kỷ lục nào nữa, Lam Hà nói, tôi thấy hắn có ý này thật, vậy có khác nào trở thành kẻ thù của toàn thể công hội đâu? Mọi người chịu để yên chắc, Lam Hà thốt lên, tôi cũng không rõ lắm, nhưng tôi chắc chắn, cửa ải trước mắt này, chúng ta chỉ có thể vượt qua bằng sức mình thôi. Dạ độ hàn đàm nói, chương 166, đôi lúc cũng cô đơn, lam hà và dạ độ hàn đàm đoán không sai nếu kỷ lục phó bản vẫn tiếp tục bị bắt cóc đây sẽ không phải chuyện của riêng hai công hội nhà họ nữa những công hội lớn khác cũng liên thủ với nhau mua hoặc giết trung quy cũng sẽ bắt tay nghĩ biện pháp giải quyết nhưng lúc này đây nguy cơ lớn nhất vẫn là hai công hội họ các công hội kia dù biết tính chất tống tiền của quân mạc tiếu thì giờ cũng tuyệt đối không liên kết với họ mà đứng ngoài hóng xem cả hai xấu mặt chẳng có gì tốt hơn chuyện hai công hội này bởi vì thế mà tụt dốc không phanh Ông định thế nào? Lam Hà hỏi dạ độ hàn đàm. Chưa biết, tôi muốn nghe quan điểm của ông. Dạ độ hàn đàm nói. Lam Hà do dự, là do dự thật sự. Nhận thua và đưa tiền chuộc cho kẻ bắt cóc, hay cương quyết chống trả, từ nay về sau cạnh tranh trên con đường kỷ lục phó bản. Đã nhiều lần Lam Hà mở danh sách bạn tốt tìm quân Mạc Tiếu rồi lại đóng vào. Việc liên quan đến kỷ lục không phải nhỏ, bằng không cậu đã chẳng tìm Xuân Dịch Lão dăm lần bảy lượt để thương lượng. Nhưng nãy vừa tìm, giờ lại tìm tiếp, trông cứ như bản thân quá bất tài, đám thủy dương quấn bờ sẽ châm chọc ngay và luôn. Nhưng, nếu biết mình chấp nhận giao tiền chuộc, cái đám kia chắc chắn cũng chẳng nói được câu nào hay ho. Mà chuyện mình nắm không được kỷ lục phó bản phải về tổng bộ cầu viện cao thủ đã mất mặt lắm rồi. Những đợt khai hoang khu mới trước kia chưa bao giờ phát sinh tình trạng này cả, các cao thủ được phái đi đều phải tự lực cánh sinh, một tay gầy dựng danh thế công hội. Không thể thỏa hiệp được, Lam Hà đột nhiên quyết định, phá kỷ lục xong nói sau lam hà không tìm quân mạc tiếu mà trả lời dạ độ hàn đàm ồ oh, không để ý đến hành động của quân mạc tiếu hả à? dạ độ hàn đàm hỏi ờ quyết định lần này của lam hà không liên quan đến sự cạnh tranh trong công hội chỉ đơn giản là cậu muốn chứng minh bản thân thôi ok chúc chú em thuận lợi dạ độ hàn đàm nói xong thì đâm ra ngờ vực lam hà muốn phá kỷ lục phó bản thật hay không muốn mình biết nên mới nói thế dù sao Chuyện dùng tiền mua chúa quân mạc tiếu mà bị truyền ra sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hình tượng công hội, cho nên khi thương lượng với Lam Hà, dạ độ Hàn Đàm không hé răng chút nào về tính toán của họ. Giữa các công hội lúc nào cũng phải đề phòng, dạ độ Hàn Đàm thăm dò thái độ Lam Hà xong thì quyết định án binh bất động. Đằng nào muốn lấy được kỷ lục của khe núi nhất tuyến vẫn còn cần lên ít cấp nữa, chỉ ít không phải hôm nay. Trời dần dạng sáng, làm gối cho tô mộc tranh cả đêm, vai diệp tu đã mỏi đến tê cứng nhưng nghe tiếng thở đều đặn bên tai, Diệp Tu biết cô đã ngủ thật rồi. Chẳng qua đã gần 7 giờ sáng, vài vị cú đêm đang dục dịch chuẩn bị ra về, thay ca thu ngân, nhóm trong tiệm cũng sắp đến, không thể giữ mãi thế này được. Này này, Diệp Tu quay đầu gọi, rời giường, mấy giờ rồi, Tô Mộc Tranh mơ màng hỏi. 6 giờ 50 phút Diệp Tu đáp, chưa đến 7 giờ mà, 10 phút nữa đi. Nói xong, Tô Mộc Tranh nhích nhích đầu, đổi lấy tư thế dễ chịu hơn. Dậy mau, anh còn phải ra thanh toán, may cho em là đêm qua không có ai mua đồ đấy. Diệp tu dục giã, bình thường máy móc bị trục chặt, hay có người muốn ăn uống gì đó, anh trực nét kiểu gì cũng phải ra phục vụ. Chả biết sao đêm qua bình yên thế, cứ như cả đám khách cùng hẹn nhau tiết kiệm để tô mộc tranh đánh một giấc nồng. Thật à, may thế, cuối cùng tô mộc tranh cũng nhỏm đầu dậy, tay dụi mắt, ngáp một ngáp dài. Che lại đi, khách tới kia, Diệp tu nhắc nhở, vâng, tô mộc tranh lại bịt kín mình như lúc đến. Mặc vậy cũng không gây chú ý lắm, vào cái giờ này ai cũng chỉ muốn ra về cho mau thôi. Tô Mộc Tranh chạy ra ngoài quầy, nhòm vào Diệp Tu đang tính tiền cho khách. Đương nhiên, không phải ai cũng về, chẳng qua người ở lại chơi tiếp cũng phải tính, đêm có giá của đêm, sau 7 giờ lại có giá khác. Anh Diệp, Thu Ngân ca sáng đến đổi ca, nhân viên trực nét cũng đến, hầu hết mọi người đều ở cùng nhau, hàng ngày sẽ cùng ăn cùng đi làm. Sắp xong rồi đây, Diệp Tu chào mọi người một tiếng chuyện tính tiền cho khách thâu đêm cũng khá nhanh chẳng mấy đã hoàn thành diệp tu đi ra nhóm trực ca sáng bước vào một ngày công tác của diệp tu đã xong ăn gì không diệp tu hỏi tô mộc tranh gì cũng được rõ là cô nàng hãy còn ngáy ngủ mặt cứ ngơ ra ừ vậy như cũ đi nói rồi hai người cùng nhau rời khỏi quán nét hôm nay trần quả dậy rất sớm xuống lầu thì thấy diệp tu cùng một cô gái rời khỏi tiệp ban đầu còn tưởng là đường nhu nhưng nhìn lại thì hóa ra không phải Cô sống cùng đường nhu đã lâu, nhìn đằng sau cũng biết. Ai đấy, Trần Quả chạy xuống hỏi người khác, ai cũng lắc đầu, Diệp Tu không giới thiệu. Tiểu đường, Trần Quả hô lên xem đường nhu có đang ở đây hay không. Đường nhu có ở, nhưng đang mãi chơi game, đeo tai nghe nên không nghe được gì. Chẳng qua ngày nào cô nàng cũng ngồi góc đó, Trần Quả chạy ra là bắt được liền. Sau này chỉ dậy sớm thế, đường nhu tưởng là Diệp Tu đổi ca chạy đến, quay lại mới phát hiện ra là Trần Quả. Ờ! trần quả ở xong thì lập tức nổi máu bà tám cô bé đi cùng diệp tu là ai thế đi cùng đó hả đường nhu nghe xong cũng quay ra nhìn về phía quầy đi rồi hả đi rồi lúc chị xuống đã thấy đi rồi ai đấy trần quả hỏi ây tên thì em không biết chỉ biết là bạn nữ hay phá phó bản với tụi em thôi đường nhu đáp bạn nét à trần quả kinh ngạc hai người đó quen nhau từ trước thì phải tối qua đường nhu thấy tô mộc tranh dựa vào vai diệp tu ngủ ai nhìn vào cũng thấy quan hệ hai người họ khác thường chẳng qua cô nàng không phải người hay tọc mạch không hỏi tự nhiên cũng không dám khẳng định mối quan hệ của hai người đương nhiên cô không nghĩ họ là bạn nét ngay từ trong trò chơi đã thấy họ thân quen nhau mà thằng đó mà cũng cua được gái cơ đấy chân quả bùi ngùi sinh không không biết em chưa nhìn đường nhu đáp thế cả đêm qua em làm gì chân quả tỏ vẻ bất mãn với độ hóng hớt của đường nhu đường nhu chỉ đành cười trừ ăn gì chưa Trần Quả hỏi, chị ăn gì em ăn đó, dù sao em cũng không có tiền. Hí hí, đôi khi cô nàng cũng hay chơi xấu. Chờ chị, Trần Quả lườm cho phát rồi đi. Tuy nói bao ăn bao ở, nhưng tiêu chuẩn lại không cố định, phần lớn đều là đến bữa Trần Quả mới quyết định cho nhân viên ăn gì. Lúc hứng lên thì mời một bữa thịnh soạn, nhân viên lúc ấy sướng cứ như vớ được vàng. Buổi sáng, quanh tiệm nét hưng hân có khá nhiều hàng quán, Trần Quả cũng hay ghé qua mấy chỗ. Mì văn thắn, bánh bao, cháo, vòng vèo qua mấy quán liền, ngó trái ngó phải tìm kiếm gian tình, nhưng chả thu hoạch được gì. Cầm đồ ăn sáng trở lại vẫn không thấy bóng dáng Diệp Tu đâu, gọi đường nhu ra ăn được nửa rồi mới thấy Diệp Tu ngậm điếu thuốc đủng đỉnh đi vào. Ái chà, hôm nay chị chủ dậy sớm thế, Diệp Tu chào Trần Quả, cô bé mà cậu dẫn theo đâu rồi, máu buôn chuyện lại nổi lên, Trần Quả chẳng buồn mau đầu, vào thẳng chủ đề. Về rồi, Diệp Tu ung dung đối phó với bà Tám, cậu được đấy, công việc cuộc sống vẹn cả đôi. Trần Quả nói, ôi, mì văn thắn à, cho xin bát. Diệp Tu lại đáp một nẻo, cậu ra ngoài mà không ăn gì sao? Trần Quả hỏi, đó là tiền túi mà, đói kém lắm. Diệp Tu đáp, vô sỉ, Trần Quả nghiến răng, không có phần của cậu. Thế hả, vậy tôi đi ngủ đây. Diệp Tu chạy mất, Trần Quả sững người, chị mày còn muốn hỏi tiếp mà, chưa chi người đã chuồn rồi. Ha ha ha, đường nhu ngồi bên cười khúc khích, cười gì, Trần Quả lường cô nàng, không có gì ạ. À đường nhu cũng không giải thích gì em ngày càng giống tên kia rồi trần quả bất mãn nào có ngày nào cũng cắm đầu vào game tính tình thì quái gở không ra ngoài phơi nắng bao lâu rồi hả cô em trần quả nói được rồi mà cuối tuần em với chị đi dạo phố nhé đường nhu nịnh vậy còn được trần quả tỏ vẻ hài lòng sống với nhau đã hai năm đường nhu đã trở thành người bạn thân thiết của cô trước dụ chơi vinh quang bất thành giờ thành công rồi lại chợt nhận ra thời gian hai người tâm sự ít hẳn Lúc đầu, Trần Quả còn do dự có nên lập ước nhỏ cùng luyện với hai người không. Chỉ cần một trong hai người rủ là cô sẽ chơi ngay. Kết quả thì hai đứa nó chỉ biết cắm đầu chơi, không thiết nghĩ gì cả. Để mình Trần Quả nghĩ tới nghĩ lui, đến khi ngoảnh lại mới phát hiện cấp của cả hai đã lên cao, cô có chơi cũng lại lủi thủi một mình ở thôn Tân Thủ, nhất thời cũng chán nản. Dù sao Trục Yên Hà đã gắn bó với cô mấy năm, tình cảm sâu đậm, bảo bỏ là tuyệt không thể. Đến khu mới trần quả cũng chỉ vì muốn chơi cùng hai người đó cho vui đợi đến khi vào thần chi lĩnh vực cô sẽ quay lại là chính mình nhưng giờ xem ra khu mới thì thôi chờ hai đứa này đến thần chi lĩnh vực vậy tuy ngoài miệng thì chẳng nói gì song gần đây đáy lòng cũng có chút cô đơn là trong game hay ngoài đời đâu cũng thấy cô độc em ăn no rồi em đi ngủ trước nhé đường nhu ăn xong trước đứng dậy tạm biệt trần quả đi đi trần quả phất phất tay đuổi đường nhu đi một mình bưng bát cháo Lặng người nhìn tiệm nét sáng sớm vắng tanh. Chương 167, đoạt lại kỷ lục, ca chiều của Đường Nhu đến, hai người vẫn mỗi người một máy. Đường Nhu đã từ bỏ ý định chơi game ở quầy trước từ lâu, mỗi ngày đều nghiên cứu bài hướng dẫn, Diệp Tu hiện đang ngồi ở khu hút thuốc tiếp tục chơi. Trong lúc rảnh rỗi, Trần Quả đã thầm tính, Diệp Tu ngày nào cũng chơi, nếu theo giá thông thường của tiệm thì hắn có thể lấy hai phần lương rồi. Trần Quả kinh doanh tiệm nét đã nhiều năm, có thể tận dụng tài nguyên miễn phí của tiệm như thế này tới giờ chỉ có một người. Bây giờ Đường Nhu đã thành người thứ hai mà có khi nhu cầu còn hơn cả Diệp Tu. Ca chiều của cô bé quá bận rộn, không thể nào chơi game được cho nên thường xin Trần Quả làm ca đêm, Trần Quả cố lắm mới lãng chuyện khác được. Trong trò chơi, Lam Khê Các cũng bắt đầu tìm cách mài mò phó bản, Lam Hà đột nhiên thấy tin hệ thống báo quân Mạc Tiếu đã online, nhất thời cảm thấy áp lực bao phủ. Đây đương nhiên không phải chuyện trùng hợp, đoàn người của Lam Hà cũng thường chơi cả đêm, thời gian nghỉ ngơi và làm việc vốn giống y Diệp Tu, lúc này cả bọn cũng vừa online không bao lâu. Xuân Dịch Lão dẫn theo ba vị cao thủ đến khu 10 trợ giúp, Lam Hà cũng không dùng tài khoản của bản thân, nhân vật của cậu đã sớm đạt mốc hạn chế của vùng đất lưu lạc, không thể tới lập kỷ lục nữa. Lam Khê Các rất coi trọng cuộc chiến này. Hôm qua Xuân Dịch Lão chốt số người xong lập tức bảo mọi người đi ôn tập. Đám người ở thần chi lĩnh vực đã lâu không đánh những phó bản cấp thấp như vùng đất lưu lạc, thế là phải đi thực tập đôi lần. Khi đã quen, mỗi người lại mượn thẻ tài khoản có cấp bậc thích hợp đến khu 10. Mấy tài khoản do Lam Hà sắp xếp đương nhiên đã được cậu đánh tiếng trước, số lần đánh bản vùng đất lưu lạc vẫn chưa bị đụng tới, là vì chờ lần này đây. Lần đầu tiên, các cao thủ không hề không thích ứng, dù sao có sẵn tố chất cao thủ, tối hôm qua lại cố tình ôn tập. Lam Hà mới luyện từ phó bản này ra, nên trở thành người quen thuộc nhất, đảm nhiệm trước chỉ huy. Lần đầu đánh phó bản, trong quá trình vẫn xảy ra vài chỗ sai sót, dù vậy, nhưng cũng được 29 phút 21 giây 45. Kỷ lục của Lam Khê các bị chính họ phá, cao thủ viện trợ do Lam Hà tìm tới quả thực rất hiệu quả. Lần thứ hai, Lam Hà bất chợt gây ra sai lầm nghiêm trọng, thành tích lần này là 33 phút 54 giây 89. Thành tích này không hề cao, nếu so với tất cả kỷ lục của vùng đất lưu là còn chẳng biết leo nổi lên hạng 20 không. Ngại quá, Lam Hà liên tục xin lỗi mọi người, đây là sai lầm của cậu. Sai lầm vừa xảy ra, mọi người có kinh nghiệm phong phú lập tức biết ngay không thể nào đoạt kỷ lục được, thế nên cũng không chăm chú đánh nữa, dọc theo đường đi nghe Lam Hà xin lỗi không ngừng. Là bạn bè nhiều năm, ai cũng không nói gì cả. Huống chi không ai có khả năng bảo đảm mình 100% sẽ không phạm lỗi. Lần cuối rồi, mọi người nỗ lực lên, Xuân Dịch lão nói, ai, không ngờ rời khu thường nhiều năm rồi, vậy mà lại có cơ hội vì một phó bản như này mà nỗ lực. Một người nói, đúng đó. Ông nhắc làm tôi hoài niệm quá." Lại một người tiếp lời, "Lam Kiều, mau mau về thần chi lĩnh vực đi, lâu rồi không cùng ông đánh phó bản. Tổ năm người này chính là tổ hợp cực mạnh của Lam Khê Các hiện nay." Hội trưởng Xuân Dịch lão, Thừa quan toàn băng, nhập giả Hàn, bút ngôn phi, hơn nữa còn có tài khoản chính của Lam Hà Lam Kiều Xuân Tuyết, chính là ngũ đại cao thủ của Lam Khê Các. Xuân Dịch lão triệu tập những người này đánh phó bản khiến Thủy Dương Quấn Bờ không thể nói gì hơn. Thực lực của họ không kém Thủy Dương Quấn Bờ còn là những cao thủ có thâm niên trong công hội. Cả đám cùng hành động, nghĩa là Lam Khê Các đang phát động lực lượng đứng đầu của mình. Thùy Dương quấn bờ tự tin mình mạnh hơn Lam Hà, nhưng đấy không tượng trưng cho việc hắn ta có thể thay thế được Lam Hà lúc này. Lần cuối cùng trong ngày, các anh em nỗ lực lên. Lam Hà nói xong, bản thân cũng ít sâu, áp lực của cậu lớn hơn bốn người kia, chưa kể đến mối quan hệ chặt chẽ của kỷ lục khu 10 với một người lãnh đạo công hội khu 10 như cậu, mà chỉ cần nghĩ đến sự tồn tại của quân Mạc Tiếu thôi, Lam Hà đã không thể bình tĩnh, cậu luôn lo lắng kỷ lục của họ không tốt, sẽ lại bị quân Mạc Tiếu đạp xuống. Tỉnh táo, bình tĩnh, tập trung tinh thần. Sau khi Lam Hà dốc sức nhắc nhở mình, liền cùng bốn người kia tiến vào vùng đất lưu lạc. Xuân Dịch Lão là cuồng kiếm sĩ, Thử Quang Toàn Băng là triệu hồi sư, Nhập Giả Hàn là pháp sư nguyên tố, Bút Ngôn Phi là chuyên gia thuốc súng, còn Lam Hà là kiếm khách, đội ngũ của họ vừa không có MT vừa không có trị liệu, là một đội bạo lực cực kỳ tuy rằng trình độ của họ không được cao như tuyển thủ chuyên nghiệp thế nhưng cũng đủ để đứng đầu trong đám người chơi thường vùng đất lưu lạc phó bản cấp thấp này tuy không phải đem tài khoản chính đến nghiền áp nhưng bọn họ vẫn tự tin mình có thể nghiền áp bằng đội bạo lực cũng chỉ có đội bạo lực như vậy mới có thể đánh ra kỷ lục cuối cùng giống như kỷ lục trước đó của lam khê các tại vùng đất lưu lạc tuy rằng không có mt nhưng lại có mục sư hệ châu bởi lẽ đó mà lực công kích bị hạ thấp lam hà biết quân mạc tiếu luôn lập một đội dps đầy bạo lực vì thế cậu hiểu rằng, nếu không dùng một đội bạo lực sẽ không thể nào đọ nổi với quân Mạc Tiếu, vậy nên mới cần tới những cao thủ hàng đầu của thần chi lĩnh vực. Lần thứ ba, tinh thần ai nấy tập trung cao độ, sai lầm của hai lần trước đã bị xóa sạch hoàn toàn. Mỗi người đều tập trung 100%, tiến đẩy, tiến đẩy, tiến đẩy. Boss số 1 ngã, boss số 2 ngã, đã xử lý xong đống tiểu quái. Thành tích bây giờ rất đáng mừng, có điều, họ biết rất rõ phong cách của con boss Toya này. Muốn tranh thủ thời gian với Toya phải cần chút may mắn, kỹ năng của nó nhiều, ai cũng không biết lúc công kích nó sẽ sử dụng thủ đoạn gì, không có chiêu thức cố định, đương nhiên không có thời gian cố định. Đã có rất nhiều người muốn hạn chế Toya, nhưng với nhân vật cấp 30, số lượng kỹ năng của một người không thể nào chống lại, chỉ có thể phối hợp tốt để hạn chế nó. Cứ thế mà độ khó cao hơn hẳn, nhất là đối mặt với một con boss phức tạp như này, sự phối hợp phải được rèn luyện từ rất lâu. Mà đây mới là phó bản cấp thấp đó rất nhiều người chơi đánh xong liền qua luôn giai đoạn này, ai lại muốn trở lại nghiên cứu nữa. Đến nay, hạn chế Toya vẫn chỉ là mặt lý thuyết. Ngũ đại cao thủ không luyện tập phối hợp gì cả, đương nhiên cũng không lo nghĩ về cái thứ truyền thuyết trên. Đấu pháp của họ giống y nhau, cùng sông lên rồi dựa vào khả năng của mình mà tẩn Toya. Cuộc chiến nhanh chóng bắt đầu, cả đám đánh thành một nùi trong vườn hoa phía sau tòa thành. Kiếm quang, thuốc súng, luồng khí của Pháp Sư Nguyên Tố, Đủ loại thú cưng của Triệu Hồi Sư lấp đầy khu vườn, năm người cố gắng đọ sức với Toya, chẳng ai trong họ còn sức để ý thời gian nữa, bọn họ chỉ tận lực phát huy tốt nhất. Toya ngã xuống, Lam Hà chưa kịp nhìn, tiếng cổ vũ của hệ thống đã truyền đến. Lam Khê cắt rốt cuộc đoạt lại kỷ lục của vùng đất lưu lạc, thành tích 26 phút 31 giây 55, cao hơn thành tích của quân Mạc Tiếu chỉ nửa phút, nhưng Lam Hà biết rõ, đội ngũ của quân Mạc Tiếu còn chưa đạt cực hạn, trang bị thiếu sót, còn có người cản trở khi đánh bản nữa dẫu thế ngũ đại cao thủ như bọn lam hà chỉ cao hơn nửa phút chưa đạt được thành tích chấn áp tất cả mấy ông nghĩ thành tích của tụi mình có thể cao hơn nữa không sau khi kết thúc phó bản lam hà rất trịnh trọng hỏi bốn vị cao thủ khác ông nghĩ kỷ lục này không đè được quân mạc tiếu xuân dịch lão nói ừ lam hà gật đầu nếu muốn nâng cao chỗ đánh tiểu quái không thể nâng gì nhiều quan trọng là chỗ tôi a à, nếu như tụi mình có thể hạn chế tôi a à, chiếm được thế thượng phong thì tôi thấy mình có thể nâng cao kỷ lục đấy bút ngôn phi nói. Mà sao đi nữa, kỷ lục đã phá rồi, giờ chúng ta cũng hết số lần, tranh thủ toàn thế giới đang nhìn kiếm ai lên ấy tạo thế lấy lại danh tiếng trước đã. Xuân Dịch lão nói, được, Lam Hà đáp, chuyện này đã sớm chuẩn bị tốt. Lam Hà vào công hội kêu gọi một tiếng, trên thế giới lập tức xuất hiện tiếng nói ủng hộ Lâm Khê Các. Đề tài này tiếp nối tối qua, đương nhiên người tham gia ném gạch tối qua chưa chắc online, nhưng Lâm Khê Các không phải muốn làm xấu mặt mấy người này họ chỉ muốn chứng minh cho người chơi toàn khu thấy lam khê các không cần phải dựa vào quân mạc tiếu mới có thể đoạt được kỷ lục lam khê các vậy mà đoạt được thật dạ độ hàn đàm nhìn kỷ lục lại xem lam khê các pa trên kênh thế giới yên lặng hóng hớt chỉ nửa phút e rằng quân mạc tiếu vẫn có thể nâng cao thành tích bây giờ quan điểm của dạ độ hàn đàm lại tương tự lam hà lam hà rốt cuộc nghĩ thế nào quân mạc tiếu sẽ làm gì đây hẳn sẽ biết ngay thôi dạ độ hàn đàm thầm nghĩ bên này người của Xuân Dịch Lão đánh xong phó bản thì lập tức thoát, bọn họ đương nhiên không giúp đến mức ở lại luyện hộ ớt nhỏ. Mà Lam Hà lúc này khá vật vã, cứ như bị động kinh mà xem kỷ lục liên tục, chỉ sợ tên của quân Mạc Tiếu lại đột nhiên nhào ra trước họ. Chờ đợi lo lắng hồi lâu, Lam Hà đột nhiên nhớ ra, số lần đánh bản của quân Mạc Tiếu chắc chắn dùng hết rồi. Giờ vẫn chưa tới nửa đêm, Hà muốn cũng không thể đánh ngay bây giờ được. Xoắn quyết mãi nên quyết định ở lại từ 0 đến 2 giờ. Nhìn tên quân Mạc Tiếu bừng sáng trên danh sách bạn tốt, Lam Hà vừa muốn hỏi vừa không muốn hỏi, do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn không mở miệng. Kỷ lục đã cướp về, lần này quyết không thỏa hiệp với quân Mạc Tiếu đâu. Lam Hà tự cổ vũ chính mình, chương 168, viêm nữ vù tạp tu. Lam Khê các cải thiện quan hệ trên thế giới cũng tính là suôn sẻ, dù sao thông báo phá kỷ lục của hệ thống vẫn còn treo trên kia, có thể dò được trên bảng thành tích bất cứ khi nào, bằng chứng hùng hồn như thế đặt trước mặt, người mới cũng không moi ra nổi lời đâm trọt gì. Huống chi, người mới và Lam Khê các không thù không oán, hôm qua lại chợt hùa nhau ném gạch cũng bởi vì điệu bộ khoe khoang của lũ nhà giàu mới nổi công hội Nguyệt Luân kia quả thật khiến người khác tầm lộng. Thời gian từ từ nhích tới không giờ sáng, tâm tình Lam Hà cũng hồi hộp theo. Nhất là trong 10 phút từ 0 giờ 20 tới 30 này, Lam Hà hầu như không làm gì cả, mắt chỉ đau đáu nhìn vào cột tin tức. Hệ thống đột nhiên thông báo, trông thấy hai chữ hệ thống đứng trước, Lam Hà liền hoảng. Hệ thống thông báo, xin người chơi chơi game lành mạnh, sắp xếp thời gian hợp lý. Đệt mém xỉu hù chết bố, Lam Hà nhịn không được mắng, hóa ra là tin tự động nhắc nhở người chơi nghỉ ngơi thường trực của hệ thống vào nửa đêm. Đương nhiên ấn theo góc độ lợi ích của công ty game, bọn họ ắt luôn khao khát người này tiếp nối người kia chơi game tới chết, cái kiểu nhắc nhở trong ngoài tách biệt này, mấy năm trước có lẽ còn người thấy ấm áp trong lòng, bây giờ thì chỉ dụ được bọn ma mới gà mờ. 12 giờ 30 phút, kỷ lục không thấy thông báo phá vỡ, Lam Hà hơi thở phào nhẹ nhõm, nhưng hắn lập tức nghĩ tới, lỡ như đối phương 12 giờ 10 mới bắt đầu đánh bản thì sao? Vì thế Lam Hà lại hồi hộp nhìn thông báo hệ thống. Lão Lam, hôm nay không đánh phó bản hả? Bọn hệ châu trung đội cố định với Lam Hà chạy tới hỏi. Đi, đi thôi nếu người ta thật sự muốn phá kỷ lục, thì bản thân mình thấp tha thấp thỏm cũng không được gì, có lẽ không cần lãng phí thời gian nữa. Lam Hà nghĩ thế, theo đội ngũ đi phá bản, nhưng đầu óc như thế nào vẫn không thể tập trung vào việc chính, mắc sai lầm rất nhiều, có một lần thiếu chút nữa làm cả đội diệt đoàn. Lão Lam để tôi chỉ huy đi, mọi người đều sợ, nhưng có thể thông cảm được, cũng biết vì sao lúc này tâm thần Lam Hà không yên. Được, ông làm đi đổi chỉ huy, sơ suất của Lâm Hà chỉ ít cũng không phải khoa trương. Vừa rồi quả thực là chỉ huy toàn đội đi chịu chết. Đánh xong khe núi nhất tuyến, đánh xong vùng đất lưu lạc, đêm này cũng trôi đi phân nửa cũng không có kỷ lục hệ thống nào mới, Lam Hà cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Bên Diệp Tu, đêm nay không phá kỷ lục, sau khi đường nhu thay ca 11 giờ bắt đầu đăng nhập game, gọi bánh bao xâm lấn, chờ tô mộc tranh lock in, bốn người một đội, đích đến là rừng rậm bừng cháy. Rừng rậm băng xương, rừng rậm bừng cháy, rừng rậm hắc ám, rừng rậm quang minh là bốn rừng rậm lớn trên đại lục vinh quang. Đương nhiên cũng là bốn khu luyện cấp và bốn phó bản. Trong đó rừng rậm băng xương đẳng cấp thấp nhất, còn rừng rậm bừng cháy chính là nơi bọn Diệp Tu muốn đi, khu luyện cấp 34 đến 36. Đối với nhân vật cấp 30 của họ, tiểu quái cấp 35 ở đây chứa lượng kinh nghiệm cao nhất. Thế nhưng, kinh nghiệm tiểu quái nơi hoang dã có cao đến đâu cũng không thể đánh đồng với tiểu quái tinh anh trong phó bản, cộng thêm khoảng kinh nghiệm được thưởng sau khi qua cửa, không đánh bản mà trực tiếp chạy tới khu luyện cấp, đây cũng không phải là một lựa chọn sáng suốt gì. Lựa chọn không sáng suốt như thế đương nhiên sẽ không phát sinh trên kẻ già đời Diệp Tu bọn họ đương nhiên không phải tới luyện cấp. Mục đích của Diệp Tu chính là boss giã ngoại của rừng rậm bừng cháy, viêm nữ vu tạp tu. Trong phó bản rừng rậm băng xương, boss ẩn mạnh nhất là bạch nữ vu, tinh thông pháp thuật hệ băng. Còn trong rừng rậm bừng cháy, viêm nữ vu tinh thông pháp thuật hệ hỏa cũng chính là sự tồn tại mạnh hơn cả boss ẩn, boss giã ngoại. Boss giã ngoại tất nhiên có cấp bậc cao nhất khu luyện cấp, cấp bậc của viêm nữ vu tạp tu là 36. Cấp 36, hơn nhân vật của bọn Diệp Tu 6 cấp. Nó đã vượt qua giới hạn 5 cấp, kinh nghiệm ở mức thấp nhất, nhưng hoạt động giết boss này trước giờ lại không hề nhắm tới lượng kinh nghiệm. Có điều, áp chế hẳn 6 cấp là một ưu thế vô cùng khoa trương. Các đoàn đội tinh anh của các công hội lớn trước mắt là cấp 32, nhưng còn chưa có gan tới chiêu chọc viêm nữ vu tạp tu, sợ chính là sợ áp chế 4 cấp kia, dù sao đây cũng không phải tiểu quái bình thường, đây chính là boss giã ngoại mạnh nhất trong mọi boss. Áp chế 4 cấp đã làm chùn bước người chơi, mà bây giờ, Diệp Tu lại dẫn bốn người tới khiêu chiến áp chế 6 cấp. Ba người còn lại trong đội, lại không tỏ ra chút kinh ngạc nào với quyết định này. Tô Mộc Tranh thì không tính, với đường nhu và bánh bao xâm lấn, Diệp Tu cảm thấy cần phải để bọn họ chú trọng một chút, áp chế 6 cấp cũng không phải là chuyện đùa. Mọi người phải chú ý, viêm nữ vu hơn chúng ta những 6 cấp. Diệp Tu nói trong lúc tìm kiếm viêm nữ vu, bấy giờ viêm nữ vu tất nhiên đã xuất hiện rồi. Boss giã ngoại miễn là xuất hiện, không bị ai giết thì dù đáng loanh quanh. Khu 10 lúc này đã mở được mấy tuần, không chỉ viêm nữ vu, các boss giã ngoại ở khu luyện cấp cấp cao cũng đã sớm xuất hiện chờ người chơi tới. Không giống như tuần mới open server nọ, boss giã ngoại vẫn chưa trong quá trình xuất hiện con mới. Vâng, về lời nhắc nhở của Diệp Tu, đường nhu và bánh bao xâm lấn đều đáp một cách hời hợt. Đừng khinh thường áp chế 6 cấp này, kết hợp với thân phận boss giã ngoại của nó, kha khá hiệu quả tấn công sẽ yếu đi 60 đến 100. Yếu đi 100% là như thế nào biết không? chính là chặn hết toàn bộ, vô tác dụng. Chẳng hạn như, nếu hiệu quả đánh bay của lạc hoa trưởng giảm 100, thì hiệu quả đánh bay sẽ không tồn tại. Vì thế, lúc chiến đấu cần thích ứng sự biến đổi này, đông cứng của long nha, lơ lửng của thiên kích, mù loa của ném cát, đánh choáng của gạch tập kích, tất cả kỹ năng này đều đem lại hiệu quả yếu hơn bình thường. Diệp Thu nghiêm túc giảng cho hai người một khóa, ô, thế à hai người gật đầu, tình huống này, lúc chúng ta đánh phó bản khe núi nhất tuyến không phải đã gặp qua rồi sao? Boss chỗ đó con nào cũng cao hơn chúng ta đang 30 mà. Đường Nhu nói, cao thì cao, nhưng từ cấp 30 trở lên, tranh lệch cấp độ giữa các phó bản sẽ không vượt quá 3 cấp. Đó chính là vì áp chế cấp càng cao thì càng khó ứng phó, 3 cấp xem như là độ áp chế có thể dễ cho qua. Bằng không viêm nữ vu cấp 36 đã sớm bị xử đẹp rồi, làm sao tới lượt chúng ta. Diệp Tu giải thích, a à, à, em sẽ chú ý. Đường Nhu ngược lại không dám đính kèm bánh bao xâm lấn dùng chúng ta để tỏ thái độ, Bánh bao, em hiểu chưa? Diệp Tu hỏi, hiểu rồi, bánh bao xâm lấn đáp, rốt cuộc thì có hiểu hay không? Diệp Tu quả thật không rõ lắm. Bốn người vòng tới vòng lui trong rừng rậm bừng cháy, đôi lúc cũng sẽ xử lý lũ tiểu quái bị kinh động tới một phen. Tiểu quái ở bốn rừng rậm lớn, hai nơi băng hỏa đều lấy quỷ lùn làm chủ, đương nhiên cấp bậc khác nhau, tự nhiên cũng không cùng nằm một bậc. Quỷ lùn bên rừng rậm bừng cháy con nào con nấy đều mang ra màu đỏ sậm, vẻ mặt khát máu, nhìn qua hung hãn hơn bọn trong rừng rậm băng xương vài phần. Bên này, bên này nè, cuối cùng, Diệp Tu cũng phát hiện bóng dáng viêm nữ vù tạp tu trên màn hình. Giữa khoảng đất trống trong rừng, đống lửa đang phừng phừng bốc cháy, viêm nữ vù tạp tu vẻ mặt say mê đứng một bên, trong tay cầm cây pháp trượng dài, chóp trượng là dấu hiệu hình lửa cháy, thoạt cứ như đang bừng cháy. Bên cạnh nó, là lũ quỷ lùn to to nhỏ nhỏ bao quanh đống lửa, hình như đang cử hành hoạt động long trọng nào đó, là hét chói tai, xoay vòng không thấy rời đi. Làm sao bây giờ, lâu quá không ai chạm vào, tụ nhiều tiểu quái như vậy. Tô Mộc Tranh nói, đừng hoảng, chúng ta có thời gian, thuốc trên người đủ hết chưa? Diệp Tu nói, đủ, mọi người đáp, trước khi đi Diệp Tu đã cố ý dặn, ai cũng phải tiêu tiền đặc biệt mua bình thuốc bậc trung ở chợ thành không tích. Rồi, hai em núp trước, Diệp Tu nói, hả, đường nhu khó hiểu, em với bánh bao chạy trước, tụi anh nổ tung đống lửa chạy của chúng, đối phương sẽ điên cuồng rượt theo, lần này chạy trốn trước phản kích sau. Diệp Tu nói, à, hàn yên nhu của đường nhu và bánh bao xâm lân vì thế đi trước một bước, phong sơ yên mộc của tô mộc tranh bắt đầu nén pháo laser, tiên lửa tụ lại trong nháy mắt, ô thiên cơ của Diệp Tu cũng chuyển sang dạng súng, một phát pháo chống tăng bắn ra ngoài. Ba viên đạn pháo liền mạch và tia laser dính chùm nã một hơi vào đống lửa trại. Thoát cái như pháo hoa nổ tung bắt đầu tung tóe bốn phương tám hướng, bọn quỷ lùn thét to, ánh mắt dữ tợn trừng sang hai người. Viêm nữ vu cũng quan sát về phía bên này, pháp trượng trong tay khẽ nâng, miệng lẩm nhẩm niệm gì đó không rõ, trên cánh tay bọn quỷ lùn đột nhiên ẩn hiện ánh lửa, dáng điệu vô cùng hung bạo. Chậc chậc, Bắc Huyễn Văn Hệ Hỏa tập thể à hệ thống vô sỉ thế. Diệp Tu vừa nói, vừa khống chế quân mạc tiếu phi súng bay ngược, phong sơ yên mộc bên cạnh cũng thao tác tương tự. Bay ngược song song, tốc độ di động tương đối nhanh, nhưng thời gian khá ngắn, cần thao tác lặp đi lặp lại liên tục có điều dạng nối liền ăn khớp này chỉ là chuyện vặt đối với tuyển thủ chuyên nghiệp dưới thao tác trôi chảy thoạt nhìn không chậm hơn bay thấp của ma đạo học giả bao nhiêu chỗ khiếm khuyết duy nhất chính là vì bay ngược nên có vài vấn đề phải chú ý ví dụ như diệp tu đang nhắc nhở tô mộc tranh cẩn thận kẻo đụng cây đó em đi theo anh sẽ không đụng đâu tô mộc tranh nói chưa chắc nếu đụng thì là do anh ngốc nhất định là anh va vào cây trước tô mộc tranh nói không anh chỉ sợ em va phải anh diệp tu nói hai người vừa tán dóc vừa phi súng phi pháo hiển nhiên không quá đặt chuyện này vào mắt một trước một sau đều rất nhanh gọn lũ quỷ lùn dương nanh múa vuốt nhào tới nháy mắt bị cách càng lúc càng xa nhưng tốc độ của viêm nữ vu lại không kém hai người mấy không hề nhấc chân mà chạy bay lơ lửng thật nhanh về phía hai người dẫn với nó một tí mắt thấy viêm nữ vu tới gần diệp tu hô được tô mộc tranh dứt lời hai người nhân lúc bay ngược bắt đầu nổ súng bắn lên người viêm nữ vu. Tiểu quái bị bắn thế này nếu không ngã thì ít nhiều sẽ bị lực chấn của đạn và pháo cản lại đôi chút, nhưng nếu bắn vào viêm nữ vu nhỉnh hơn 6 cấp, dù là đạn pháo của bậc thầy pháo súng nổ thì nó cũng không cảm giác được gì, vẫn duy trì tốc độ như trước. Thêm nhiều chút diệp tu hô, ầm 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 ba tiếng liên tiếp lại là một phát pháo chống tăng, tô mộc tranh bắn trễ hơn hắn một tí, có điều ba phát pháo tù tì lại vừa hay tạo thành 6 phát đạn pháo kề một đường, sáu phát đạn pháo nổ liên tiếp với đủ màu sắc, bởi là kỹ năng nên viêm nữ vu chừa cho chút mặt mũi, bị cản lại. Nhưng ngắn tới mức một giây cũng chưa tới, lại tức tốc xông lên. chương 169, cắt ngang kỹ năng, áp chế 6 cấp quả thực không thể coi thường, lực đánh của 6 phát pháo chống tăng còn chẳng bằng công kích thường lúc trước. May mà viêm nữ vu thuộc hệ pháp sư, không có sức lực khỏe mạnh trời sinh gì, đổi lại một con boss loại sức lực, dưới sự áp chế của 6 cấp, sáu phát pháo chống tăng cũng chỉ như mây bay mà thôi diệp tu và tô mộc tranh biết rõ điều này vậy nên không ôm ấp hy vọng gì quá lớn họ chỉ muốn dựa vào đấy mà tranh thủ chút thời gian dẫu thế viêm nữ vu vẫn tới gần hai người vừa bước vào phạm vi có thể tấn công nó lập tức vươn tay nhấc trượng hai tiếng ầm ầm giữa không trung như bị xé đôi rồi chợt ngưng tụ thành hai quả cầu lửa bay về phía nhân vật của cả hai ngay cả lúc đang ra chiêu viêm nữ vu vẫn tiếp tục đuổi đánh Loại phép thuật cần đọc phép thường không thể di chuyển khi ra chiêu, nhưng Pháp Sư Nguyên Tố chính là một ngoại lệ. Sau khi học kỹ năng chuyển động làm phép cấp 30, Pháp Sư Nguyên Tố có thể cử động khi đang đọc phép và ra chiêu. Đương nhiên, tốc độ sẽ giảm mạnh trong trường hợp này, cần phải nâng cấp chuyển động làm phép để tăng tốc độ. Có điều có tăng mắc cấp đi nữa, cũng chỉ đạt được tốc độ là 50, không thể so được với bình thường. Là Boss, viêm nữ vù vẫn phải nghe theo thiết lập của kỹ năng, nó trở nên chậm dần khi phóng thích hai quả cầu lửa lớn, diệp tu và tô mộc tranh đã né được hai quả cầu từ lâu còn tranh thủ cơ hội kéo dài khoảng cách iq điện tử của viêm nữ vu không được cao lắm không hiểu được trước đuổi sau đánh luôn canh những lúc có thể tiếp tục sử dụng kỹ năng thì lập tức ra tay ra tay rồi lại biến chậm cứ nhanh nhanh chậm chậm khiến nó luôn giữ một khoảng cách với quân mạc tiếu và phong sơ yên mộc đám quỷ lùn cũng càng đi càng xa dần dần thoát khỏi trạng thái chiến đấu những con quỷ lùn này không có quan hệ ràng buộc với viêm nữ vu chúng chỉ là đám quái thường của khu luyện cấp. Chẳng qua viêm nữ vu xuất hiện đã lâu mà chưa được ai ngó ngàng, chúng cứ thế mà dần tụ tập xung quanh viêm nữ vu. Mỗi con có mục tiêu thù hận của riêng mình, sau khi người đi xa mất bóng, chúng lại lắc mông mạnh ai nấy chơi. Mà Diệp Tu và Tô Mộc Tranh chỉ dẫn viêm nữ vu đi quanh đây, Boss cũng có phạm vi hoạt động riêng, viêm nữ vu của rừng rậm bừng cháy chắc chắn không thể dẫn sang rừng rậm băng xương rồi. Tọa độ 1658,7542 Diệp Tu gọi đường nhu và bánh bao xâm lấn. Đừng nhìn hắn và Tô Mộc Tranh vừa lui vừa giết như chơi thả diều mà lầm, trên thực tế công kích của cả hai suốt dọc đường không hề liên tiếp, boss lại tự động hồi máu, tuy không đến mức xóa sạch mọi tổn thương, nhưng với tốc độ giảm máu này, coi như không tính lượng mana, có khi giết cả ngày cũng không giết được boss. Đường nhu và bánh bao xâm lấn nhận được tin thì nhanh chóng đến nơi. Vừa đến đã thấy những con quỷ lùn do viêm nữ vu cầm đầu quả nhiên đã biến mất, Lúc này Diệp Tu và Tô Mộc Tranh không dẫn viêm nữ vu chạy loanh quanh nữa, cả hai bắt đầu giết rồi. Tụi em đến đầy bánh bao sâm lấn hết to lên, người chưa tới, cục gạch đã tới trước. Một viên gạch bay tới đập vào gáy viêm nữ vu, viêm nữ vu dường như hơi khưng lại, nhưng chỉ là thoáng qua ngắn ngủi. Nhìn kỹ, gây choáng không có tác dụng gì lớn nhưng ít ra có thể cắt ngang kỹ năng Diệp Tu chỉ dẫn bánh bao sâm lấn. Gây choáng có ngắn đến đâu cũng mang lại chút tác dụng, nếu ngay vào lúc viêm nữ vu đang đọc phép, chắc chắn sẽ bị cắt ngang. Đương nhiên, điều kiện đầu tiên là hiệu quả gây choáng phải được bắt đầu đã. Bằng không viêm nữ vu độc phép xuất hiện trạng thái bá thể, những đòn công kích thường không thể cắt ngang kỹ năng của nó. Còn châm độc nữa, chú ý sử dụng diệp tu nhắc nhở bánh bao xâm lấn. Châm độc là kỹ năng cấp 30 của Lưu Manh, lấy độc làm tên lại không hề gây ra công kích mang thuộc tính độc. Kỹ năng này có hai hiệu quả xảy ra, một là xác suất gây trạng thái xuất huyết, hai tất nhiên là hiệu quả phá bá thể bá thể không thể bị đánh ngã, lơ lửng, đánh lui, cắt ngang, phá chiêu. Tóm lại trừ phi sử dụng những kỹ năng loại bắt lấy hay nắm giữ, mục tiêu sẽ không bị lay động. Mà châm độc lại có thể phá trạng thái bá thể, đẳng cấp thấp nhất có thể khiến mục tiêu bị mất bá thế trong 5 giây, cao nhất có thể kéo dài đến 10 giây. Dưới sự áp chế cấp bậc mạnh mẽ của viêm nữ vu, châm độc hiển nhiên không thể đạt được hiệu quả phá bá thể trong 5 giây, thế nhưng bánh bao xâm lấn vẫn nghe theo lời Diệp Tu, lượn quanh viêm nữ vu chờ từng khoảnh khắc sử dụng châm độc ánh lửa đỏ rực luôn bao quanh viêm nữ vu bất luận nó công kích hay ra chiêu gì đó còn thể hiện nó đang vào trạng thái bá thể dưới trạng thái ấy viêm nữ vu chẳng sợ bố con thằng nào công kích thường hay công kích bằng kỹ năng cũng không thể ngăn được nó rồi đột nhiên nó vươn hai tay ra không chỉ ánh lửa quanh người tăng lên mà dường như không gian vây quanh nó cũng xuất hiện những đốm lửa nhỏ không ít cây cỏ úa khô vươn cao bị bắt lửa Thiên thạch tinh lạc, đây là một đại chiêu tấn công diện rộng của Viêm Nữ Vu, triệu hồi hàng loạt thiên thạch đang bốc cháy tạo thành mưa sao băng tấn công mục tiêu trong phạm vi. Châm Độc Diệp Tu không hề có thời gian giới thiệu sơ về chiêu này, vừa thấy Viêm Nữ Vu nhấc tay đã lập tức hét lên. Bánh Bao Sâm Lấn chuẩn bị từ lâu, nghe thấy lời Diệp Tu, cậu không hỏi nguyên nhân mà lập tức phóng ngay châm độc. Viêm Nữ Vu bị ăn châm, ánh lửa quanh thân chợt biến mất trong nháy mắt. Bánh Bao xâm Lấn cũng hèn nhát vô cùng sợ bị trả thù phóng xong châm độc lập tức núp ngay vào một thân cây gần đấy em trốn gì chứ sự hèn nhát của bánh bao xâm lấn khiến diệp tu dở khóc dở cười hắn chỉ đành mau chóng bổ sung cơ hội mà bánh bao xâm lấn đã bỏ lỡ may mà quân mạc tiếu không xa viêm nữ vu lắm một chiêu thiên kích đã hất viêm nữ vu lên tuy nhiên đối mặt với sự áp chế cấp bậc và sức chống đỡ mạnh mẽ của boss cú hất nhẹ này giống như ngáng chân boss vậy nhưng dưới thao tác siêu tốc của diệp tu lạc hoa trưởng đã nối tiếp ngay trưởng lên người viêm nữ vu Hiệu quả phá bá thể của châm độc do bánh bao sâm lấn phóng đến chỉ vỏn vẹn một giây. Nhưng Diệp Tu đã bắt được một giây ấy, hoàn thành hai kỹ năng cắt ngang thiên thạch tinh lạc của viêm nữ vu. Em chạy gì hả, dùng xong châm độc, em phải mau chóng dùng kỹ năng cắt ngang nó. Diệp Tu phê bình bánh bao sâm lấn một trận, đây vốn là cơ hội cho bánh bao sâm lấn luyện tập, ai rẻ cậu nhóc lại quá hèn nhát. Em sợ nó còn đại chiêu gì, bánh bao sâm lấn vội nói, chỉ mới nói mấy câu, viêm nữ vu đã đứng dậy chiến tiếp. Hàn Yên Nhu của Đường Nhu nhanh chóng nghênh đón, ba loại huyễn văn lượn quanh người cô, ngoài không thuộc tính và thuộc tính băng, giờ còn có thêm huyễn văn thuộc tính hỏa do Lạc Hoa trưởng tạo nên. Hiệu quả của huyễn văn thuộc tính hỏa là tăng sức lực, bấy giờ một lớp ma pháp màu đỏ đang phủ lấy cánh tay Hàn Yên Nhu, chính là trạng thái của huyễn văn thuộc tính hỏa, giống y lúc đám quỷ lùn được Viêm Nữ Vu bắt. Một cú thiên kích hất lên, quả nhiên không hề si nhê với Viêm Nữ Vu đang vào trạng thái bá thể, không khiến nó bị xê dịch chút nào, pháp trượng trong tay lại vung ngang, Đỉnh đầu trượng chạm vào không khí cũng nổi lửa, công kích của Viêm nữ Vu lúc nào cũng bùng cháy cả. Pháp trượng của nó rất dài, vạch nên vòng cung rất lớn, bánh bao xâm lấn đang chuẩn bị tiến lên lập tức bị ép lui khỏi phạm vi. Mà Hàn Yên Nhu đang ở trong vòng cung ấy, muốn lui cũng không kịp, vội ngồi xổm xuống tránh cú quét này, tiếp đấy lại lăn mình né tránh một chuỗi đốm lửa do Viêm nữ Vu phóng ra. Phong Sơ Yên Mộc của Tô Mộc Tranh thuộc nghề tấn công xa, không phải lại gần, đứng xa tích tụ trùng pháo laser xong thì bắn tới chùm sáng đánh vào người viêm nữ vu, gần như xuyên thấu qua cơ thể. Khí thế kinh người đến thế lại chỉ tạo được chút thương tổn nhỏ nhoi dưới trạng thái bá thể, viêm nữ vu tiếp tục làm gì thì làm, nó hiện đang tạo dáng chuẩn bị ra đại chiêu. Bánh bao sâm lấn nhìn mà lo lắng, châm độc vẫn đang đóng băng. Cậu còn chưa nói xong, quân mạc tiếu của Diệp Vu đã sớm xông đến, viên vũ côn đâm trúng viêm nữ vu, cắt ngang kỹ năng rồi quảng nó ngã ra ngoài. Kỹ năng loại bắt lấy hoàn toàn phất lờ trạng thái bá thể cắt ngang kỹ năng trông thì đơn giản, nhưng đổi người chơi bình thường, 10 người hết 9 người không làm được, kẻ còn lại chó ngáp phải ruồi. Kỹ năng của boss không chậm đến mức đủ cho người ta nhìn thấu rồi xông đến dùng kỹ năng loại bắt lấy hoặc nắm giữ để cắt ngang. Viêm nữ vu đọc phép chỉ trong tích tắc, giống đánh ra quả cầu lửa vậy, đấy là những kỹ năng cần đọc phép, nhưng viêm nữ vu đọc quá nhanh, thanh tiến trình đọc phép vừa hiện đã hết, nhanh chẳng khác gì dịch chuyển tức thời. Dù có là đại chiêu như thiên thạch tinh lạc, bánh bao xâm lấn trước đấy chỉ cần chậm một bước, lúc châm tới nơi thì thời gian đọc phép chắc chắn đã kết thúc rồi. Một giây, cơ hội chỉ có một giây, có khi còn chưa đến một giây. Người có thể trong khoảnh khắc ngắn ngủi đấy hoàn thành cắt ngang, phải có sức phán đoán, có tốc độ tay, có thao tác chính xác. Hồi đầu chiến đấu với trại ân băng xương ở rừng rậm băng xương, đối mặt với kỹ năng bá thể của Boss, Lam Hà cũng có kỹ năng phá bá thể tương tự viên vũ côn như liệt ba chảm, thế sao cậu ta lại không dùng? Cũng bởi vì không nắm chắc, chuyện diệp tu có thể làm không có nghĩa là người chơi bình thường có thể làm lại dẫu có tốc độ tay thao tác như đường nhu thiếu kinh nghiệm hay sức phán đoán có dùng viên vũ côn để cắt ngang cũng chưa chắc nắm chuẩn thời cơ quá sớm box còn chưa ra kỹ năng muốn làm lại thì viên vũ côn của bạn còn đang đóng băng quá chậm thế chẳng cần nói nữa người ta đánh tới rồi kỹ năng bị cắt ngang chính là viên vũ côn của bạn quân mạc tiếu là tán nhân ngoại trừ viên vũ côn Hắn có thể dễ dàng dùng những kỹ năng loại nắm giữ phá được bá thể như quật ngã, liệt ba chảm vân vân để cắt ngang Viêm Nữ Vu. Bảo bánh bao sâm lấn dùng châm độc là vì thuận tiện giúp người mới luyện tập. Màn khiêu chiến siêu khó với một đại boss như vậy, chỉ để luyện kỹ thuật cắt ngang kỹ năng mà thôi. Chương 170, chiếm đầu Viêm Nữ Vu, cắt ngang cắt ngang, trong tai nghe không ngừng truyền ra tiếng của bánh bao xâm lấn. Tên này luôn hòa mình vào trò chơi, thường tự mình lồng tiếng đánh đấm vốn không hề có y chang mấy phim trưởng Hồng Kông giai đoạn đầu, đánh nhau mà nghe tiếng gió vun vút. Tuyệt chiêu la làng này của cậu ta thường gây rối loạn tinh thần đối thủ trong đấu trường. Thế nhưng có trời đất chứng giám, bánh bao xâm lấn làm vậy không hề có âm mưu dương mưu gì. Như bây giờ quần nhau với boss, nó chắc chắn không bị ảnh hưởng, cậu ta lại vẫn la ham say. Muốn cắt ngang đại chiêu của viêm nữ vu, Diệp Tu có thể dựa vào đống kỹ năng của tán nhân quân Mạc Tiếu, nhưng lúc này hắn cố tình chừa cơ hội luyện tập cho đường nhu và bánh bao xâm lấn, nhưng chúng cho hai người. Giết boss thôi mà, không cần gấp gáp chi, bởi vì kinh nghiệm không đủ, trong quá trình bốn người giết boss dài đằng đẵng, cả hai không thể nào không phạm chút sai lầm nào được. Tiêu rồi, trốn mau Diệp Tu đột nhiên kêu to, lần này người phụ trách cắt ngang thiên thạch tinh lạc là đường nhu lại thao tác hơi chậm. Diệp Tu muốn cứu cũng không kịp, vội vàng lớn tiếng nhắc nhở mọi người. Phong sơ yên mộc của Tô Mộc Tranh đứng ngoài phạm vi kỹ năng, vốn an toàn. Quân mạc tiếu của Diệp Tu dùng ngay thuật phân thân, thân giả ở lại người thật nháy mắt đã chuồn mất. Sau cùng người chật vật chính là đường nhu và bánh bao xâm lấn. Cả hai đều thuộc nghề cận chiến, hiện đang vây đánh kể cận viêm nữ vu. Chỉ một lần lầm lỡ, vòng kết giới đã ngưng kết lại xung quanh, khoảng không phía trên chợt sôi trào, tựa như trời xanh đang nổi lửa. Những quả cầu lửa lớn rồi nhỏ kéo theo chiếc đuôi lửa lao nhanh xuống. Đường nhu và bánh bao xâm lấn vội để nhân vật trốn tránh, nhưng muốn tránh hoàn toàn lại không thể được. Thiên thạch đầy trời bay xuống như sao băng, trời đất thoáng chốc chìm trong biển lửa. Khi hai người thoát ra khỏi phạm vi thì chỉ còn một lớp màu mỏng, mặt vàng vọt đứng sang bên cạnh uống thuốc hồi máu. May mà phạm vi của thiên thạch tinh lạc không thể di chuyển theo pháp sư dùng chuyển động làm phép, bằng không với việc viêm vu nữ cứ dí theo phủ lấy cả hai thế này, cả hai đã tạch về thành không tích từ lâu rồi. Lối của em, đường nhu bảo, cô không phải kẻ cứng miệng không chịu đối mặt với những sai lầm của mình, cô chỉ là người luôn muốn nâng cao bản thân mà thôi. Chú ý chọn thời cơ, diệp tu cũng không nói nhiều hắn đã dạy họ nên ra tay lúc nào tiếp đấy chỉ còn trông xem mọi người có nắm được hay không đây là chuyện phải dựa vào sức phán đoán và phản ứng diệp tu không giúp được thiên thạch được thi triển thành công thật sự cháy bừng cả rừng rậm bừng cháy viêm nữ vu cười to trong biển lửa tiếp tục quơ trượng sông về phía mọi người đừng để ở trong lòng lên nào diệp tu dẫn đầu mọi người tiếp tục công kích hắn cũng không quá mạnh tay ép đường nhu và bánh bao xâm lấn luyện tập ví dụ ngay bây giờ máu của cả hai không đầy thanh, cắt ngang thất bại chỉ lần nữa sẽ có cơ hội đi đời nhà ma. Lúc này, Diệp Tu sẽ nhận nhiệm vụ cắt ngang, với thao tác cao siêu của hắn thì cắt ngang 100% hoàn mỹ. Liệt ba chảm, bây giờ quân mạc tiếu của Diệp Tu lại dùng kỹ năng của quỷ kiếm sĩ, mũi kiếm hất viêm nữ vu lên và hình thành một vòng kết giới phong tỏa nó bên trong. Rồi sau đó xuất hiện những sóng giao thoa lấy viêm nữ vu làm trục, xoay quanh cắt ngang người nó. Nếu hiện giờ có mục tiêu khác quanh đấy, vòng sóng xoay tròn cũng sẽ gây thương tổn cho mục tiêu. Sau khi vòng xoay sát thương kết thúc, sóng sẽ nổ tung, nổ bay mục tiêu ra ngoài, như viêm nữ vù bị văng xuống đất lúc này. Cuộc chiến tiếp tục, cứ chiến đấu liên tục như thế, dẫu có là cao thủ chuyên nghiệp hàng đầu như Diệp Tu cũng không thể không xảy ra chuyện bất chắc gì. Có lớn có nhỏ, vô tình hay cố ý, quân mạc tiếu cũng phải chịu chút thương tổn. Chẳng hề bị gì cả chỉ có mỗi phong sơ yên mục vẫn đứng xa tấn công từ nãy giờ. Đây là cuộc chiến tính bằng giờ, không phải giam phút là có thể kết thúc. Thời gian chậm chậm trôi qua, tất cả người chơi khu 10 không hề biết có một cuộc chiến gay cấn khó khăn đang diễn ra trong rừng rậm bừng cháy. Bốn nhân vật dự định vây giết boss giã ngoại viêm nữ vu nhỉnh hơn mình 6 cấp, đây không phải chuyện mà người chơi thường có thể nghĩ đến. Các công hội lớn vẫn phá bản đúng cấp độ mình, boss giã ngoài mà họ quan tâm chỉ dừng ở rừng rậm băng xương, mai cốt chi địa, vùng đất lưu lạc và khe núi nhất tuyến. Rừng rậm bừng cháy ư, cái này cũng sắp lên đầu đề rồi những nhân vật hàng top cũng đã bước qua phân nửa cấp 32 rồi, chỉ cần lên 33, công việc đầu tiên sẽ là vây bắt viêm nữ vu của rừng rậm bừng cháy. Vùng đất lưu lạc và khe núi nhất tuyến đều diễn ra như thế đấy. 1 giờ, 1 giờ 30 phút, 2 giờ, 2 giờ 30 phút, hẳn nên đánh xong vùng đất lưu lạc rồi nhỉ. Bên này, Lam Hà đánh xong 3 lần phó bản cùng đồng bọn, chợt nghĩ đến quân Mạc Tiếu hẳn không chậm trễ đến vậy. Hai tiếng rưỡi rồi vẫn không thấy kỷ lục bị đạp đổ, coi bộ kỷ lục vùng đất lưu lạc lần này ngay cả quân Mạc Tiếu cũng bó tay luôn ư. Giờ mới là ngày đầu tiên, Lam Hà cũng không dám lạc quan lắm, chỉ nhẹ nhàng thở phào, chưa đến mức cười ra tiếng. Đi, đi vùng đất lưu lạc nào, Lam Hà nói, bọn chỉ mới phá xong phó bản khe núi nhất tuyến, ngay trên đường cả đám di rời chuyến trường, bỗng nhiên một tin hệ thống nhảy ra. Hệ thống thông báo, người chơi quân Mạc Tiếu, phong sơ yên mộc, hàn yên nhu, bánh bao xâm lấn đã hoàn thành lần giết đầu của viêm nữ vu tạp tu lẫn giữa đống tin lộn xộn của kênh thế giới hệ thống thông báo cứ như đang dùng kênh thế giới buôn chuyên buôn chúc chuyện nhảm nhí buồn cười lại ngây thơ của đám ma mới gà mờ chiếm đầu viêm nữ vu người có phản ứng kịch liệt với chuyện này chắc chắn đều là những kẻ lão làng cao thủ lão luyện trong nháy mắt tin tức nhảy ra ấy lam hà chết đứng tại chỗ mà bốn thằng bạn bên cạnh cậu cũng dừng bước cả đám đang làm cùng một hành động trước máy tính kéo chuột về tin tức hệ thống vừa bị chìm ngập trong kênh thế giới ai nấy nghiêm túc nhìn kỹ lần nữa, xác định không sai chút nào. Viêm nữ vu, Lam Hà nhìn lại không thể tin được, viêm nữ vu của rừng rậm bừng cháy. Không chỉ mình Lam Hà mới nghi hoặc điều này, thế nhưng, với những người chơi cao thủ quá quen thuộc vinh quang, họ biết rõ trên thế giới này chỉ có một viêm nữ vu. Thế đéo nào, tất cả cao thủ của khu 10 cùng hãi hùng la lên trước máy tính. Ngay cả trong tiệm nét hưng hân bây giờ cũng truyền ra vài tiếng kêu hoảng sợ. Cơn sốt mới mở của khu 10 đã qua, Người chơi vinh quang ở tiệm nét hưng hân không còn chơi nhiều bên khu 10 nữa, những kẻ lão làng thâu đêm chủ yếu chơi ở khu khác, họ không thấy tin này, thế nên không ngạc nhiên gì. Những người biết cũng chẳng quen biết gì xung quanh, chỉ có thể bấn loạn cùng đám bạn quen trong game. Chuyện quân mặc tiếu chính là nhân viên trực đêm của tiệm nét hưng hân chưa đến mức nhà nhà đều biết. Nếu không mấy lần lập kỷ lục giữa đêm trước đấy, Diệp Tu không biết bị bu xem bao nhiêu lần. Rốt cuộc cũng chết, trong tiệm nét hưng hân, Diệp Tu và đường nhu thở phào, nhìn viêm nữ vu sau khi chịu một đòn cuối cùng trong màn hình, bất chợt biến thành một ngọn lửa bừng cháy. Trong ánh lửa bập bùng dường như có thể nhìn thấy khuôn mặt hung dữ vặn vẹo của nó. Rồi nó thình lình bay vút lên trời, lửa tắt hẳn, chỉ rơi vài món vật liệu và trang bị. Ba tiếng rưỡi, cả bốn mất chừng ba tiếng rưỡi mới quất được viêm nữ vu. Điều này chứng tỏ muốn giết được boss hơn mình sáu cấp là chuyện khó cỡ nào. Hàn yên nhu của đường nhu và bánh bao xâm lấn phải dãy ruộng nhiều lần giữa sống và chết không nhắc đến phong sơ yên mộc của tô mộc tranh quân mạc tiếu của diệp tu lại ung dung suốt buổi đường nhu vừa nhìn đã biết ngay tên này dư sức nhưng không thèm dùng toàn lực khinh bỉ một hồi khó quá đi thôi khó quá đi coi thử xem rất cái gì diệp tu nói rồi tiến lên nhìn trang bị và vật liệu thạch bừng cháy ờ cái này anh lấy nhé diệp tu lấy vật liệu này pháp trượng hồng viêm vũ khí tím cấp 35, hàng hiếm đấy tiếc thay chẳng ai trong chúng ta dùng được giữ lại bán lấy tiền hay đổi đồ đi Diệp Tu Lật xem món thứ hai. Trường bào hồng viêm, giáp phải xanh cấp 35, tăng kháng hỏa, ờ không ai thuộc nghề giáp phải cả, không cần, đành bán lấy tiền thôi. Món thứ ba, ý, đai xích nguyệt, đứa nào ăn ở tốt vậy, cầm lấy đi, lần này em đủ bộ trang bị rồi. Đồ viêm nữ vù rơi xuống có cấp từ 30 đến 35, món thứ tư lại vừa hay rớt đai xích nguyệt cho đường nhu, tuy cô nàng đã có, nhưng có thể ra chợ đổi như trước nhẫn hỏa tinh linh, lại kháng hỏa, chán thật, món thứ năm cũng là đồ lam, một chiếc nhẫn tăng kháng hỏa cấp 30. Thứ trang bị này chỉ có hiệu quả khi gặp đối thủ, bình thường chỉ có thể tăng chút phòng ngự pháp thuật, chẳng khác gì đồ trắng. Trang bị rất bốn món, ra một vũ khí tím, không tồi. Diệp Tu gật gù, sâu rồi ư, bánh bao xâm lấn tí tẩn hỏi, sao thế được Diệp Tu nói, chợt phát hiện mọi người lại bỏ qua việc lắc xí ngầu, chỉ có mình đường nhu lắc điểm lấy đai xích nguyệt. Đối mặt với sự tín nhiệm của mọi người, Diệp Tu cũng không nhiều lời. Sau khi nhặt tất cả lên, lại giao dịch pháp trưởng hồng viêm cho bánh bao xâm lấn, bán 200 kim tệ cũng chẳng sao, có thể lấy về đủ bộ trang bị cho em. Thế cơ à, quá ngầu bánh bao xâm lấn kích động nhận lấy. Hai món trang bị còn lại nếu bàn về lâu dài thì có vẻ bèo bọt, nhưng tính đến những người chơi sắp 33 hiện tại, muốn tới phiêu lưu rừng rậm băng xương, trang bị kháng hỏa thế nhưng có thể giúp họ giảm chút độ khó, chào hàng hồi không chừng có thể bán được. Được rồi, trở về phó bản thôi. Thế giới vì chiếm đầu mà điên cuồng hãi hùng, Diệp Thu lại chẳng hề ngó ngàng đến. Còn đường nhu và bánh bao xâm lấn, cũng chẳng coi viêm nữ vu là cái đinh gì. Áp chế 6 cấp cấp chỉ gây chút thương tổn, hiệu quả tấn công thấp thì đánh lâu chút. Tuy họ tìm được đường sống trong chỗ chết nhiều lần, nhưng bàn về mặt kỹ thuật, hai người quả thực không cảm thấy con boss này khó giết tơ lắm. Đơn giản thôi mà đấy là lời bình cuối cùng của đường nhu. chương 171, có thể giết vì sao không giết thật hay giả, giả hay thật, khoảng thời gian từ lúc chiếm đầu viêm vu nữ đã qua 10 phút, bên Diệp Tu đều đã lấy trang bị và chia xong hết rồi, những cao thủ của các công hội lớn vẫn còn ở đấy xoắn suýt với sự thật vừa phát sinh. Không phải bọn họ không muốn tin, mà sự thật quá khó tin. Bị áp chế 6 cấp, đổi lại để bọn họ đi giết, ngay cả kéo tất cả mọi người trong công hội đi, sợ rằng sẽ bị chết lên chết xuống. Nhưng bây giờ, chỉ với 4 người, vỏn vẹn 4 người, vậy mà lại có thể giết boss giã ngoại cao hơn 6 cấp, kỹ thuật và thực lực phải đến mức nào đây? Lại lỡ mất một lần chiếm đầu ư, lúc này các công hội lớn đều không lấy thân phận nhân vật của mình mà buồn lòng giận dữ nữa, bấy giờ họ chỉ là những người chơi bình thường không có công hội, vì trình độ mà sùng bái bốn người kia. Lần sùng bái này kéo dài 10 phút, thì mọi người mới chợt hồi phục tinh thần. Quân Mạc Tiếu, người này, chúng ta phá kỷ lúc phó bản, hắn chạy theo boss giã ngoại, hắn có ý gì? Lam Hà ngây người hết 10 phút mới bắt đầu mở miệng. Hệ Châu phân tích khá cẩn thận, nếu như theo mạch suy nghĩ lúc trước của hắn, lẽ nào đây là muốn ra oai với chúng ta, lẽ nào sau này mỗi khi chúng ta muốn bóc tem boss giã ngoại cũng phải mua từ hắn. Lam Hà giật mình, công hội muốn biểu hiện thực lực của chính mình, chủ yếu là thông qua kỷ lục phó bản. Nhưng khảo sát thực lực sẽ trở nên phức tạp hơn khi chiếm đầu boss giã ngoại, dẫu sao cũng là các công hội trực tiếp so đấu mà, kết quả thắng làm vua thua làm giặc vừa xem là hiểu ngay. Nhưng bây giờ thì sao? Tất cả mọi người còn chưa chuẩn bị sẵn sàng, một lần chiếm đầu nay đã không còn. Hơn nữa, boss giã ngoại sẽ rơi xuống trang bị và vật liệu mà các công hội lớn muốn giành giật. Mấy món đó còn tốt hơn hàng của boss ẩn, hàng rơi xuống quý báu hơn nhiều. Mỗi loại boss chỉ được đổi mới 3 lần trong tuần, nếu tính mỗi lần đều rơi xuống cùng một loại vật liệu, một năm qua loại vật liệu đấy cũng chỉ có 156 món, với một server có hơn trăm ngàn người chơi, số lượng quý giá thế nào còn nhìn không ra ư hắn có thực lực khiêu chiến boss hơn mình 6 cấp, hơn nữa chỉ cần 4 người. Hệ châu nhìn Lam Hà đang ngơ ngác vội gọi tỉnh cậu. Sau cấp 30, tranh lệch của những khu luyện cấp là 3 đến 4 cấp, mà có được năng lực khiêu chiến boss nhỉnh hơn 6 cấp chứng tỏ quân Mạc Tiếu sẽ luôn đi trước mọi người, giết những con boss ẩn mà chưa ai dám giết, cướp đi tất cả lần chiếm đầu, mà bởi vì không có đối thủ cạnh tranh, hắn sẽ ăn chắc chúng. Lam Hà lập tức nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề, sau kỷ lục phó bản, lần đầu của boss giã đồ cũng bị bắt cóc sao? Lam Hà không cách nào tiếp tục im lặng nữa, sau cùng cậu vẫn quyết định đi nói chuyện với quân Mạc Tiếu. Ông anh này, Lam Hà gửi tin qua, tôi ở đây Diệp Tu trả lời, chúc mừng nha lúc Lam Hà nói lời này, trong lòng rất khó chịu. Cảm ơn, Diệp Tu đương nhiên biết cậu muốn nói gì, kỳ thực bấy giờ, người của công hội lớn gửi tin đến cho hắn không chỉ mình Lam Hà, rất nhiều người đã bắt đầu gửi tin rồi, dùng lời dạo đầu đại thể đều là thế này. Ông anh mạnh ghê, cấp 30 mà có thể giết viêm vu nữ cấp 36. Lam Hà nói, thật ra cũng không dễ gì, giết hơn 3 tiếng đó Diệp Tu nói. Ông anh sau này có tính toán gì không? Lam Hà hỏi xong cũng cảm thấy mình hỏi thế này có chút kỳ kỳ, thế nhưng cậu lại không nghĩ ra cách hỏi nào khác. Trong lòng cậu có một loại cảm giác kỳ lạ, chuyện này đây, lòng cậu rất rõ ràng, nhưng không biết dùng từ ngữ gì để biểu đạt thành lời. Ý của ông là gì? Diệp Tu trả lời, à thì sau này cứ như vậy mà vượt cấp giết boss sao? Lam Hà hỏi, có thể giết vì sao không giết? Diệp Tu hỏi lại, Lam Hà nhất thời giật mình, cậu bất chợt nhận ra mấu chốt của vấn đề, cậu biết tại sao mình hiểu rõ trong lòng lại chẳng thể mở miệng. Cũng vì những lời này, có thể giết vì sao không giết, chỉ là một đạo lý bình thường, lại làm cho tất cả mọi người không ai phản bác được. Quân Mạc Tiếu có năng lực đi giết boss, những người khác có lý do gì mà không cho hắn đi giết chứ? vì mình làm không được nên không cho người khác làm à đây không phải là một luận điệu quá nực cười sao so sánh lại thì kỷ lục phó bản không phải cũng là đạo lý này sao quân mạc tiếu có năng lực lập kỷ lục phó bản thì tại sao lại không làm thế chứ hệ thống đặt ra việc cạnh tranh này không phải là để mọi người đi cạnh tranh sao bởi vì công hội lớn cần những kỷ lục ấy để chứng minh thực lực của mình nên không cho phép quân mạc tiếu đi giết ư đây cũng là một logic mới buồn cười làm sao Lam Hà biết tại sao mình không mở miệng được rồi, bởi vì quân Mạc Tiếu từ trước tới giờ đều chỉ làm những chuyện cực kỳ bình thường, đổi lại là bất kỳ người chơi nào, đều sẽ làm như thế, nếu như tên đó không làm vậy, đó mới là không bình thường. Bắt cóc, có thể quân Mạc Tiếu thật sự có ý đồ này, thế nhưng, về mặt luân lý hắn cũng đâu sai. Là do công hội lớn để đảm bảo lợi ích của mình nên muốn người khác từ bỏ quyền lợi của bản thân. Phá kỷ lục phó bản, giết boss giã đồ, vốn là quyền lợi mà mỗi người chơi đều được hưởng như nhau. Quân Mạc Tiếu muốn giết cứ giết, không muốn giết sẽ không giết, là ai cũng không quản được. Hiện tại công hội lớn không muốn hắn giết, thế là hắn đưa ra điều kiện, sau đó họ lại nói hắn là kẻ bắt cóc, đây chính là logic của bọn vừa ăn cướp vừa la làng. Có thể giết vì sao không giết, một câu nói vô cùng đơn giản, Lam Hà bị giết trong nháy mắt. Bị giết trong nháy mắt không chỉ mỗi mình cậu, những kẻ chạy đi thăm dò khác cũng được Diệp Tu đáp bằng lời này, sau đó ai nấy đều khó chịu. Nhiều công hội đã bắt đầu giao lưu với nhau, Thảo luận việc này đây không phải là âm mưu đây là dương mưu quang minh chính đại thực lực thể hiện cho mọi người xem tình thế bày ngay trước mặt những gì quân mạc tiếu muốn làm cũng là chuyện hợp lẽ mọi người có thể bơ hắn hoặc có thể ngăn cản hắn muốn ngăn cản hắn một là cho hắn những thứ hắn yêu cầu hai là dùng vũ lực để chèn ép nhưng dùng vũ lực chèn ép thì lũ công hội thật quá chuyên chế rồi dựa vào cái gì mà không cho người khác đi phá kỷ lục phó bản lam hà lúc này Chẳng biết tại sao đột nhiên có loại cảm giác như chút được gánh nặng, buồn bực trong lòng đột nhiên không trầm trọng như trước nữa. Sau khi bị miểu sát, cậu lại nhanh chóng hồi sinh, rất dứt khoát gửi tin cho Quân Mạc Tiếu, "Ông anh, phó bản vùng đất lưu lạc này, ông cảm thấy cực hạn của mình là bao nhiêu?" Lam Hà nghĩ hành vi của Quân Mạc Tiếu rất quang minh chính đại, thế nên cậu tin mình cần quang minh chính hỏi vấn vấn đề này, đối phương cũng sẽ không dối gạt mình làm gì. So với thành tích hiện tại của các ông thì sẽ cao hơn 2 phút đó Diệp Tu nói. Hai phút, kỷ lục này, tôi kiến nghị ông không nên liều mạng, thành tích then chốt ở chỗ boss tôi à. đối mặt con boss này, tôi đây có ưu thế là một tán nhân, nhưng các ông lại chẳng thế nào có được, cho dù các ông có thể luyện tập phối hợp hết sức thành thạo để khắc phục áp chế, cuối cùng vẫn cần thêm chút nữa. Vì sao? Bởi vì đội ngũ phối hợp, tụi tôi cũng có thể có, nhưng tán nhân các ông không có. Diệp Tu nói, thế à, xem ra, kỷ lục này chỉ có thể mua ông anh đừng ra tay nhỉ. Lam Hà nói. Được đấy, Diệp Tu đáp ứng rất thẳng thắn, "Được rồi, ông anh cần những gì?" Lam Hà đã hoàn toàn chấp nhận sự thật này, một phần danh sách đã được gửi sang, Lam Hà xem rồi cũng không ngạc nhiên gì, không vội vã cò kè mặc cả, ngược lại rất bình tĩnh trả lời, "Để tôi nghĩ chút đã." Lam Hà liền offline, cậu trở về thần chi lĩnh vực. Người chơi của Lam Khê các tại thần chi lĩnh vực đều biết, Lam Hà nếu không có chuyện sẽ không lên điện tam bảo, hơn nữa còn chẳng phải chuyện gì tốt đẹp lúc này đột nhiên nhìn thấy cậu xuất hiện bốn người cùng cậu phá kỷ lục hôm qua đều giật mình kỷ lục lại bị phá chuyên gia thuốc súng trong bốn người bút ngôn phi là người gửi tin hỏi đầu tiên tạm thời chưa bị lam hà nói vậy ông trở về làm gì nói điều kiện của quân mạc tiếu với mọi người lam hà nói điều kiện của hắn là ý gì chứ là điều kiện để hắn không đụng tới kỷ lục do chúng ta lập ra lam hà nói lam kiều ý của ông là kỷ lục của chúng ta nhất định sẽ bị quân mạc tiêu phá. Bút ngôn phi có chút mất hứng, hắn nói hắn bây giờ còn có thể nâng cao kỷ lục lên đến 2 phút, ông nghĩ chúng ta làm được không? Lam Hà nói, hắn nói vậy ông tin luôn, tôi tin, Lam Hà nói, mẹ nó, bút ngôn phi vừa mắng thật to vừa gửi biểu tình im lặng. Mà Xuân Dịch Lão lại lười gửi tin, chỉ hẹn Lam Hà gặp mặt bên ngoài phó bản họ đang đánh. Trong lúc Lam Hà chờ đợi, bút ngôn phi cũng đã kể hết thảy cho Xuân Dịch Lão lúc chạm mặt ngoài phó bản từ giọng điệu của xuân dịch lão lam hà cũng nghe ra sự khó chịu trong lòng gã chuyện gì xảy ra lam kiều ông thành tâm muốn mọi người chê cười mình ư xuân dịch lão hỏi nếu như không mời quân mạc tiếu nương tay cho không những làm mọi người chê cười mà đến lúc đó muốn hối hận cũng không kịp kỷ lục không cách nào lấy lại lam hà nói ha 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 lam kiều lão đại thành thật mà nói có phải anh đang cùng tên quân mạc tiếu nọ thông đồng không vậy thùy dương quấn bờ quả nhiên mượn cơ hội này gây khó dễ tôi chỉ cảm thấy anh ta cũng không tệ lắm cho nên nguyện ý tin tưởng anh ta mà thôi lam hà nhàn nhạt nói anh ta không tệ kẻ bắt cóc kỷ lục phó bản để vơ vét tài sản các công hội lớn mà tốt ư thùy dương quấn bờ cười nhạt kỷ lục phó bản nào phải là của riêng các công hội lớn từ đâu mà nói là bắt cóc chứ lam hà nói lam kiều ông bọn người xuân dịch lão cảm thấy có chút kỳ quái ban ngày thái độ của lam hà không phải như vậy cậu ta cũng khó chịu với quân mạc tiếu nhưng sau nửa ngày lam hà lại như rất hiểu quân mạc tiếu đạo lý không phải như vậy sao có năng lực phá kỷ lục ai mà không đi phá chứ chúng ta cạnh tranh chẳng được với người ta cũng chỉ có thể dùng biện pháp như vậy để đổi lấy kỷ lục hoặc từ bỏ kỷ lục thôi lam hà nói ai nói chúng ta không cạnh tranh nổi bút ngôn phi có chút mất hứng lam kiều lão đại nói thật đi anh thông đồng với quân mạc tiếu chứ gì Thùy Dương Quấn bờ đột nhiên nói tới một câu quái gở. Lam Hà chẳng buồn bận tâm đến hắn, cậu tin tưởng đám Xuân Dịch Lão sẽ không ngu ngốc đến mức sinh lòng nghi ngờ thế này. Xuân Dịch Lão qua hồi lâu mới mở miệng, Lam Kiều, ông gần đây có vẻ mệt mỏi quá rồi, thôi thì nghỉ xả hơi chút đi, lần này kỷ lục phó bản cứ giao cho chúng ta. Ý ông là, để Thùy Dương Quấn bờ đi thay ông, năm người tụi tôi sẽ phá kỷ lục. Xuân Dịch Lão nói, chương 172, mưu tính sâu xa. Quyết định của Xuân Dịch Lão khiến tất cả ngây dại. Từ thay này xuất hiện ngay bây giờ rất nhạy cảm. Mọi người đương nhiên hiểu nghĩa đen trong câu nói của Xuân Dịch Lão, nhưng phải chăng nghĩa bóng đang thể hiện từ giờ về sau vị trí năm đại cao thủ sẽ thay đổi. Bàn về thực lực, Thùy Dương quấn bờ cao hơn Lam Hà, không chỉ mình Xuân Dịch Lão nhìn ra điều này. Nhưng địa vị cao thấp của năm đại cao thủ, trước giờ không dùng kỹ thuật để quyết định. Mối quan hệ rộng rãi của Lam Hà trong công hội, Thùy Dương quấn bờ còn lâu mới có được. Có điều bây giờ Xuân Dịch Lão lại đột nhiên nói ra quyết định này, mọi người chỉ đành ngẩn ra, không ai nói tiếng nào. Dù sao đấy chỉ là suy đoán của họ, họ không chắc ẩn ý thật sự của Xuân Dịch Lão. Mà người đang hí hửng, chắc chắn là đám người do Thủy Dương quấn bờ cầm đầu. Tuy bọn họ không dám khẳng định rằng Xuân Dịch Lão sẽ thực hiện điều họ luôn ao ước, nhưng đây là một bước quan trọng. Thay thế Lam Hà, phá được kỷ lục phó bản cực khó chơi mà chính Lam Hà cho rằng không làm được, ai giỏi ai giờ nhìn là biết ngay, tiếng nói của hắn tất nhiên sẽ có trọng lượng hơn rất nhiều. Hơn nữa việc Lam Hà lùi bước lần này khiến rất nhiều người bất mãn, không chừng còn lôi kéo được cả những chủ cột vốn ủng hộ Lam Hà mà ghét hắn. Thùy Dương quấn bờ kích động kêu lên, đang chuẩn bị tiến lên bày tỏ cảm xúc, chợt nghe Lam Hà lẳng lặng nói, đám quân mạc tiếu, vỏn vẹn 4 người, chỉ 4 kẻ cấp 30 thôi, không có kỵ sĩ MT hay mục sư, chiếm đầu viêm nữ vu. Đây là nguyên nhân khiến ông dao động, Xuân Dịch Lão nói, việc này càng chứng tỏ thực lực của hắn quan trọng hơn tôi chợt phát hiện hành vi của hắn rất hợp lý là chúng ta tự mình dựa theo quan điểm trong nhu cầu của mình rồi cho rằng hắn không nên làm vậy bỏ đi thái độ ấy đây vốn là sự cạnh tranh hợp lý do trò chơi thiết lập thế bây giờ chúng ta đi phá kỷ lục là cạnh tranh hợp lý mà chắc rồi thế nhưng với quan điểm nhất định phải đạt được kỷ lục của chúng ta đây không phải sự lựa chọn đúng đắn lam hà nói thử thì mới biết được hay không Lam Kiều Anh thà tin tưởng tên quân mạc tiếu kia cũng không nguyện tin tưởng thực lực của đám anh em nhà mình ư. Thùy Dương quấn bờ khó lắm mới bắt được một cơ hội như thế này, e sợ Xuân Dịch Lão bị Lam Hà thuyết phục, nên vội vàng chạy lên chèn ép. Lam Hà trầm mặc hồi lâu mới đáp rằng, thực lực không phải cứ tin là sẽ có. Không sai, từ việc bốn người họ giết boss giã đồ hơn mình sáu cấp, thực lực của quân mạc tiếu quả thực hơn hẳn chúng ta một bậc. Xuân Dịch Lão nói, tuy nhiên, Loại phá bản bị bị chúng ta cày nát như vùng đất lưu lạc, thực lực phát huy luôn có cực hạn, tôi dám bảo đảm, dù để một chiến đội chuyên nghiệp đánh, biểu hiện tại loại phó bản cấp thấp này cũng sàn sàn như chúng ta thôi. Chuyện đám kia có thể, chúng ta cũng có thể làm được. Trong phó bản cấp thấp, chuyện chúng làm được mà chúng ta không làm được chẳng giúp ích gì đâu. Hội trưởng nói đúng đấy, tụi mình lên đường đi Thủy Dương quấn bờ kích động bảo. Trước để Lam Hà tìm giúp cậu một thẻ tài khoản đã. Xuân Dịch Lão nói, à phiền Lam Kiều lão đại vậy. Thùy Dương quấn bờ cười nói, thật ra từ hôm qua hắn đã nghĩ đến chuyện sang khu 10 thể hiện rồi, chính hắn cũng đã làm một thẻ tài khoản ở khu 10, có điều giờ đừng biểu hiện ra ngoài, cứ để Lam Hà chuẩn bị đi. Còn một điểm cuối cùng Lam Hà còn chưa nói hết chuyện mình cần nói, chức nghiệp của quân Mạc Tiếu là tán nhân, đây là chức nghiệp không hề tồn tại cả trong chiến đội, đây là một biến số mà chúng ta không thể dự liệu. Nếu là biến số, sao cứ tin rằng đây là biến số gây bất lợi cho chúng ta? lần này là Thủy Dương quấn bờ tranh lời Lam Hà, huống chi, cách chơi tán nhân cũng có phải quân mạc tiếu phát minh đâu. Nó xuất hiện từ N năm trước rồi, nếu thật sự có lợi, lẽ nào tất cả kỷ lục phó bản đều có mặt chức nghiệp này. Nói sao thì, kỷ lục phó bản của vùng đất lưu là còn lâu đời hơn tán nhân mà. Mà hình như trong mỗi đội kỷ lục của các khu cũ khác cũng có tán nhân đâu. Nếu tán nhân lợi hại đến mức lập ra được kỷ lục chẳng ai phá nổi, sao lại không lưu truyền tới nay chứ? Thùy Dương quấn bờ quả thực có tìm hiểu kỹ càng, cố ý nghiên cứu từng đội phó bản và kỷ lục phó bản của mỗi khu lớn. Thế nhưng tán nhân đã tồn tại từ nhiều năm trước, lời giải thích của Lam Hà càng ngày càng yếu ớt, thậm chí đám anh em đứng cạnh cũng không đành lòng nghe tiếp nữa, họ không rõ vì sao lúc này Lam Hà lại cố chấp đến vậy. Lão Lam, thôi đi có người lặng lẽ gửi tin cho cậu. Để đám hội trưởng đi thử đi, liều trước rồi nói sau, không được thì vẫn còn biện pháp khác mà. Được rồi, Trước hết cứ vậy đi cuối cùng Xuân Dịch lão đứng ra giảng hòa, Lam Kiều Ông chuẩn bị thêm một tài khoản kiếm khách, ban ngày tụi tôi lại đến đấy phá kỷ lục. Lam Hà không thể nói gì nữa, chỉ có thể yên lặng đồng ý. Ban ngày cũng là buổi chiều, đội năm người thần chi lĩnh vực của Lam Khê các lại xuất hiện tại khu 10. Chẳng qua người điều khiển kiếm khách lại đổi thành Thùy Dương quấn bờ. Đám bút ngôn phi không nói gì, bọn họ không vui lắm với sự cố chấp hôm qua của Lam Hà. Thế nhưng với tên cao thủ thế hệ mới đầy kiêu ngạo Thùy Dương quấn bờ này, họ cũng chẳng thích nổi. Chẳng qua, thực lực của tên này trên cơ lam hà, kỷ lục có hắn tham gia quả thực sẽ được nâng cao. Các lão đại, tụi mình đi chưa? Thùy Dương quấn bờ lại rất khấp khởi. Đi thôi xuân dịch lão cũng không nói nhiều, mọi người đến vùng đất lưu lạc bắt đầu phá kỷ lục. Bản nhỏ lại quen thuộc, chỉ huy không cần nói nhiều, cả đường im lặng vừa tiến vừa giết, mãi đến chỗ boss cuối tôi à bởi vì cần sự phối hợp nâng cao thành tích mới nhắc nhở nhiều hơn, dẫu vậy không khí nặng nề vẫn không thuyên giảm, tựa như chỉ có Thủy Dương quấn bờ tràn đầy tinh thần, còn ba người kia thì buồn bã ỉu xìu. Cuối cùng thành tích phá bản lần này còn kém hơn lúc đầu, không làm người hài lòng. Các lão đại, đây là thành tích đánh chơi thôi, thích ứng chút chắc chắn sẽ đỉnh hơn nhiều tên nhóc Thủy Dương quấn bờ không hề nhụt chí ý chí chiến đấu tràn trề nói, cứ như đang góp sức cho mọi người. Ba người mấy ông qua đây, Xuân Dịch Lão đi sang một bên, lại gọi ba người bút ngôn phi, nhập giả dạ hàn, thử quang toàn băng sang. Thùy Dương quấn bờ ngẩn ra, ý muốn tránh mặt hắn cũng rõ ràng qua đó, họ muốn nói gì chứ? Thùy Dương quấn bờ thầm buồn bực, nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài, một mình đánh tiểu quái tại cửa bắc phó bản, chỉnh maximum tai nghe, cố chịu tiếng chửi bậy thủng cả tai của đám lưu manh, lại chẳng nghe được mấy người kia đang thì thầm điều gì. Ba người mấy ông sao thế? Giọng điệu của Xuân Dịch Lão rất nghiêm túc, kết quả ba nhân vật đứa quay trái, kẻ quay phải, Thằng nhìn trời. Mấy động tác này có thể dùng thao tác chuyển góc nhìn để làm ra. Chắc ông không thật sự nghi ngờ Lam Kiều đâu nhỉ? Đứa quay trái nhập dạ hàn nói. Nhảm nhí, sao thế được? Xuân Dịch Lão nói, mấy chuyện Lam Kiều bảo cũng hơi đúng. Người mở miệng tiếp theo chính là thằng nhìn trời thử quang toàn băng. Tôi biết chứ, Xuân Dịch Lão thở dài. Nhưng cảm thấy khó chịu với thái độ quả quyết của cậu ta chứ gì? Kẻ quay phải bút ngôn phi bảo. SB, ông nghĩ tôi là ông sao? Xuân dịch lão nói, hử, dù sao đi nữa chúng ta chỉ có thể đi bước này mà thôi. Xuân dịch lão nói, là sao, nếu làm theo ý của Lam Hà, trực tiếp chọn thỏa hiệp với quân Mạc Tiếu, thì không khỏi quá tùy tiện, tin này mà truyền ra ngoài, người trong công hội sẽ nghĩ thế nào. Đám trẻ trâu của Thùy Dương quấn bờ chắc chắn sẽ tranh thủ cơ hội này để gây chút phiền toái. Thế nên chúng ta không thể đột một thỏa hiệp với quân Mạc Tiếu được. Xuân dịch lão nói, vậy có nhất thiết phải thay luôn Lam Kiều không? Nếu đây có là chuyện cậu ta không muốn làm, tôi dám chắc Lam Kiều cũng không bãi công tiêu cực đâu. Thế mà ông lại bảo tên Thùy Dương quấn bờ kia tới, nhìn dáng vẻ đắc ý của nó kia. Tôi thừa nhận trình độ của nó cao hơn Lam Hà, nhưng chỉ chút thôi mà. Bút ngôn phi là người yêu ghét cực kỳ rõ ràng, vui hay không vui đều thể hiện rõ ràng. Cao hơn chút chỉ là một trong những nguyên nhân. Quan trọng hơn là, chúng ta cần phải cân nhắc đến khả năng quân mạc tiếu có thể phá kỷ lục của mình, mang Thùy Dương quấn bờ theo vừa hay chặn miệng đám nhóc này, sao có gì dính dáng với quân mạc tiếu, chúng cũng không làm gì kỳ lạ nữa. Xuân dịch lão nói, bút ngôn phi nghe xong ngẩn người, nhập giả hàn lại nói tiếp, lỡ như quân mạc tiếu không phá được kỷ lục của chúng ta. Vậy chứng tỏ Lam Kiều phán đoán sai, cần nói gì nữa chứ? Xuân dịch lão thản nhiên bảo, ông, thử quang toàn băng hít ngụm khí lạnh, ông mưu tính sâu xa thật đấy. Bút ngôn phi nói, thế nên hội trưởng là tôi, không phải ông. Xuân dịch lão không hề khách sáo, được rồi, sôi nổi lên cho tôi. Địch, nếu đổi thành Lam Hà, thái độ chắc chắn đàng hoàng hơn ba ông. Hôm nay mà không đánh ra kỷ lục, mấy ông chết dí ở khu 10 khỏi về luôn đi. Ha 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 ha, cái kỷ lục kia ấy hả, luyện quen tay chút, chiều không phá được thì tối phá chắc luôn. Bốn người cười mắng, đi về phía cửa vào phó bản. Đi nào mọi người gọi Thùy Dương quấn bờ. Thùy Dương quấn bờ ngơ ngơ, dựa theo giọng điệu, hắn thấy rõ mọi người đã thay đổi ngay sau khi thì thầm to nhỏ chuyện gì đã xảy ra. Lần thứ hai phá bản, không khí nặng nề trước đấy không còn nữa, trao đổi qua lại cũng nhiều hơn. Tiếp đấy cũng khá thuận lợi, đến chỗ Toya vẫn xảy ra chút vấn đề trong chuyện thích ứng, ra khỏi chuyến này tuy phá được kỷ lục, nhưng chỉ nâng cao được 5 giây, không đạt đến kết quả mà họ mong chờ. Móa, cứ tiếp tục thế này cũng không được, nâng điểm từng chút một như vậy, kỷ lục hài lòng chưa ra thì kinh nghiệm khen thưởng đủ để thăng cấp rồi. Bút ngôn phi mắng, phá kỷ lục trừ bỏ được thưởng trang bị tím, kinh nghiệm khen thưởng cũng rất dày. Sợ gì chứ, dư nhân vật cho ông dùng mà, tiếp tục đánh. Lần thứ ba phá bản lại xuất hiện sai lầm khi đánh đám tiểu quái, cao thủ có cao tới đâu cũng không tránh được đôi lần lầm lỡ. Có điều không ai để ý lắm, nếu họ muốn nâng cao kỷ lục lúc này, sự phối hợp chỗ boss cuối Toya mới là điểm có thể đột phá duy nhất. Ba lần kết thúc, kỷ lục chẳng có gì mới, đành xem như luyện tập. Không giờ tối quay về đây, bây giờ, lấy hết thẻ tài khoản của chín khu còn lại đi luyện tiếp với tui xuân dịch lão nói. chương 173, phó bản thì tên này không được đâu. Đương nhiên là lần này xuân dịch lão muốn làm thật, vinh quang có 10 khu, khu nào mà chả có thế lực của Lam Khê Các, khu nào chả có phó bản vùng đất lưu lạc. Xuân dịch lão đã sớm liên hệ hội trưởng các khu, tạo tài khoản cấp 30 để 5 người dùng, bây giờ bắt đầu theo thứ tự 9 khu, mỗi khu có 3 cơ hội, bắt đầu kiên trì luyện tập với nhau. Mỗi khu có 3 cơ hội, mỗi lần đều hoàn thành trong khoảng 30 phút, 1 giờ có thể đi được 2 lần. Từ đầu giờ chiều bắt đầu, mãi cho đến 12 giờ tối, 5 người mạnh nhất của Lam Khê Các đã đánh vùng đất lưu lạc chừng 18 lần rồi, đến độ 5 người nghe được bốn chữ tên phó bản là muốn nôn luôn. Đổi lại thành quả cũng khá khả quan, bốn người phối hợp hiệu suất càng ngày càng cao, đối mặt với sự cản trở của tôi A càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Người ở khu lớn, hiển nhiên chẳng có ai nghiên cứu kỹ vùng đất lưu lạc đến thế, bắt đầu từ khu thứ bảy, đội 5 người bắt đầu càn quét bảng kỷ lục, khu 6, khu 5, cuối cùng đều mang kỷ lục về dưới danh lam khê các, chẳng qua ở khu cũ, phó bản cấp thấp chả có ai để ý. Nghỉ ngơi nửa giờ, 12 dưới quay về khu 10 khiêu chiến kỷ lục dạng sáng không giờ, số lần vào phó bản được đổi mới, Xuân Dịch Lão nói với bốn người. Bây giờ bản thân hắn cũng đánh phó bản đến hoa mắt, nghỉ ngơi một chút là tất yếu, ít nhất ăn chút gì chứ, tăng ca cùng vùng đất lưu lạc, cơm cũng chưa ăn đâu đó. Năm người đều tự nghỉ ngơi trong nửa giờ, 0 giờ 30, vùng đất lưu lạc ở khu 10, 5 nhân vật đồng loạt login in. Mà chọn thời điểm cũng quá khéo, khi cả năm login in nhìn thấy cửa phó bản, một nhân vật đội chữ quân Mạc Tiếu trên đầu cũng đang dẫn dắt một đội ngũ chỉnh tề. Kỷ lục bị người này phá rồi à? Trong đầu Xuân Dịch lão hiện lên suy nghĩ này đầu tiên, vội vàng mở bảng kỷ lục của phó bản ra xem, kỷ lục buổi chiều họ đánh ra vẫn êm đẹp nằm đó. Quay lại thì vừa lúc thấy cái tên Thùy Dương quấn bờ kia đã đi về phía quân Mạc Tiếu chú mày chính là quân mạc tiếu. Giọng điệu của Thùy Dương quấn bờ luôn kiêu ngạo đến mức khiến người ta khó chịu. Diệp Tu nghe thấy thanh âm, điều khiển quân mạc tiếu xoay góc nhìn lại phía này, chỉ thấy một kiếm khách đỉnh đầu gắn mác lam khê các. Ông là ai? Diệp Tu hỏi, tên tao là Thùy Dương quấn bờ. Thùy Dương quấn bờ nói, kết quả bên cạnh lập tức chuyển đến tiếng cười to, thằng này không chỉ mù chữ, còn không biết đếm nữa, tên rõ ràng có ba chữ, Thùy Dương quấn bờ chẳng phải bốn sao. Bị ngốc à, Thùy Dương quấn bờ giận dữ, không nói hai lời dựng thẳng kiếm vung ngay chiêu rút đao chảm. Bánh bao xâm lấn cũng không vừa, ôi một tiếng rồi nhảy lên né tránh, cũng không nói hai lời mà trả đòn bằng một cục gạch. Thùy Dương quấn bờ ý định khoe khoang, dựng kiếm ra đỡ đòn để đỡ cục gạch nọ, thao tác chuẩn không cần trình. Nhưng bánh bao xâm lấn bấy giờ đã phóng nhanh theo cục gạch, nhấc tay một cái là ném cát. Thùy Dương quấn bờ không nghĩ tới động tác của bánh bao xâm lấn lại nhanh như vậy, vội vàng nhảy giật về phía sau rồi lăn người trốn chiêu ném cát này hơi chật vật nhưng thùy dương quấn bờ dám tiến sâu vào đội của năm đại cao thủ lam khê các thì át hẳn cũng có tài thực sự mặc dù chật vật mãi mới tránh thoát được người vừa đứng lên lại lập tức vung tay tam đoạn chảm tam đoạn chảm gồm một nhát chém ngang một nhát chém xuống và một nhát xiên lên ba nhát ra liên tiếp nhanh hơn so với công kích thường thùy dương quấn bờ né chiêu phản kích lưu loát liền một mạch lập tức khiến cho bánh bao xâm lấn cũng chật vật một hồi vội vàng nhảy lùi hai cái, tránh được hai nhát trước, nhát thứ ba xiên lên sắp tránh không kịp rồi. Thùy Dương quấn bờ đang hớn hở, ai rẻ nhát cuối nhanh thế mà chém vào khoảng không. Thân mình bánh bao xâm lấn đột nhiên thụt xuống, dĩ nhiên là ngồi thụp xuống để tránh khỏi. Thùy Dương quấn bờ không kịp thu chiêu, bánh bao xâm lấn vươn một móng tới, chụp về cổ nhân vật của Thùy Dương quấn bờ, kỹ năng được sử dụng chính là khóa ít hầu. Cấp 30 chỉ có vẻn vẹn ngần ấy kỹ năng, bánh bao xâm lấn sớm chơi đến thuộc lầu, một tay khóa ít hầu bóp chặt tay kia lập tức ra ngay tập kích gạch, vung tay một cách khoa trương đập vào gáy nhân vật của Thủy Dương quấn bờ. Nhân vật bị choáng, bánh bao xâm lấn bước nhanh vòng đến phía sau đối phương, đánh ra một câu quyền. Đối thủ vừa bị hất lên một khoảng lơ lửng đã bị bánh bao xâm lấn nắm lấy hai vai dùng tập kích gối. xéo nha mày, bánh bao xâm lấn quát lớn một tiếng, đầu gối chĩa vào sau lưng nhân vật. Nếu chỉ là tập kích gối hút vào lưng, mục tiêu sẽ bị đánh lui nhưng hiện tại nhân vật bị bánh bao xâm lấn hất lên không trung đánh lui liền biến thành đánh bay nhân vật của thùy dương quấn bờ vừa nhòi người ra trước đã bay ra ngoài làm bánh bao xâm lấn mong mãi cảnh tượng chó ăn phân lại trả xuất hiện thùy dương quấn bờ dù sao cũng là cao thủ không dễ dàng bị đánh ngã như vậy thuận thế thao tác một cái chịu thân nhân vật ngã nhào ra đằng trước lập tức có thể xoay người một tia sáng sắc bén chợt lóe lên thế mà trực tiếp ra ngay rút đao chạm kiếm khi bắn tới cực kỳ đột ngột bánh bao xâm lấn mới nhìn đã cảm thấy nó vung đến trước mặt mình rồi, muốn trốn cũng không kịp. Bất chợt nghe xoẹt một tiếng, quân mạc tiếu bùng ô thiên cơ trước mặt cậu, kiếm khí bị ô ngăn lại, không hề có tiếng kim loại va chạm nhau, cứ vậy mà biến mất. Chắn xong công kích này ô thiên cơ lập tức lại xoẹt tiếng thu trở về, Thùy Dương quấn bờ bị bánh bao xâm lấn đạp mông đá bay hiển nhiên không nhịn được, đang muốn lại lần nữa xông lên, xuân dịch lão lại chợt hiện ra chắn trước người hắn. Bên này bánh bao xâm lấn xém chút nữa bị rút đao chạm đánh chúng, cũng không cam lòng muốn lên, kết quả lại nghe thấy Diệp Tu ở bên gọi mình, bánh bao. Đừng xúc động quá xuân dịch lão cảnh giác vô cùng, trầm giọng nói với Thủy Dương quấn bờ. Vừa rồi em dùng ném cắt không đúng, em dùng nó ngay làm gì? Bên đây lại như chẳng xảy ra chuyện gì, Diệp Tu tiến hành dạy học tại chỗ cho bánh bao xâm lấn. Em muốn thừa dịp kỹ năng đỡ đòn của tên kia đang phục hồi thì công kích bánh bao xâm lấn nói. Đỡ đòn chỉ hữu dụng với công kích vật lý thôi, ném cắt gây thương tổn bằng pháp thuật đến thời gian đóng băng của đỡ đòn em cũng tính được vậy mà điều giả thuyết cơ bản lại không biết sao Diệp Tu dở khóc dở cười là thế này phải không bánh bao xâm lấn nghi hoặc nhìn trái ngó phải bên họ không có kiếm khách vì thế lúc nhìn phía đối diện ê đỡ đòn dùng thế nào ấy nhỉ xem dùng cái Thùy Dương quấn bờ Xuân Dịch lão đều ngẩn người tình huống đang căng thẳng sặc mùi thuốc súng đến cỡ này tự nhiên hỏi gì mà kỳ cục thế rồi sau đấy chợt nghe bánh bao xâm lấn nó tiếp ôi quên mất tên này mù chữ mà nhỉ, e rằng không biết đọc chữ đâu. Để em liều mạng với nó Thủy Dương quấn bờ nhảy ra muốn chiến. Chẳng ngờ lần này Diệp Tu lại điều khiển quân Mạc Tiếu tiến lên, ngăn ở đằng trước, mở miệng nói, không vội không vội, tôi tin ông không phải mù chữ mà, nhưng mấy ông là ai thế? Xuân Dịch Lão, hội trưởng Lam Khê Các, nhân vật của Xuân Dịch Lão cũng đứng lên trước nói, ý, bánh bao Diệp Tu vội gọi bánh bao xâm lấn lại, hắn biết cậu ta chắc chắn lại nghi tên này cũng nói sai tên rồi, thêm thằng mù chữ nữa. Xuân Dịch Lão, hội trưởng Lam Khê Các, Diệp Tu lặp lại, cũng hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, cười cười nói, đến phá kỷ lục à. Không sai, Xuân Dịch Lão nói, làm Lão Đại cũng thật không dễ dàng, vất vả rồi. Diệp Tu nói, do ông ban tặng cả thôi Xuân Dịch Lão nói, ha ha, sức cạnh tranh của tôi mạnh lắm, mấy ông nhất định phải cố lên. Diệp Tu cười, ông tự tin quá đấy, Xuân Dịch Lão nói, nào có, có phải ông khẳng định với Lam Hà rằng kỷ lục này tụi tôi không đọ được ông? Xuân Dịch lão hỏi, hình như có nói qua, thằng nhãi mày đừng quá kiêu ngạo, thế có dám đánh một trận với tao không? Thùy Dương quấn bờ hò hét bên cạnh, Xuân Dịch lão vẫn chỉ lẳng lặng đứng, thế nhưng không hề ngăn cản. Lam Hà chưa tới, Diệp Tu lại đột nhiên hỏi một vấn đề khó hiểu. "Không, Xuân Dịch lão nói, mấy ông hẳn nên gọi Lam Hà." Diệp Tu nói, "Cái tên này ý mà, PK có lẽ thắng được Lam Hà chút đỉnh." nhưng muốn phá kỷ lục thì Lam Hà trông ổn trọng hơn nhiều, phối hợp phá kỷ lục cũng xuất sắc hơn hắn. Mọi người nghe xong đều ngẩn ra, họ không rõ quân mạc tiếu hiểu Lam Hà đến nhường nào, nhưng với Thủy Dương quấn bờ, đây chính là lần đầu gặp gỡ, chỉ chốc lát như thế, chẳng lẽ cũng đã nhìn thấu trình độ của Thủy Dương quấn bờ. Nói vớ vẩn gì hả, đến sâu lâu với tao, Thủy Dương quấn bờ kêu lên, đấy ông xem, hắn cũng tự mình hiểu được, Diệp Tu nói với Xuân Dịch Lão Hoa, thả hắn ra đấu trường chơi đi, phá kỷ lục thì gọi Lam Hà đến là đủ rồi. Thùy Dương quấn bờ làm sao còn có thể nhịn được, sách kiếm sông lên. Bánh bao sâm lấn cũng dũng mãnh, quát to một tiếng đến đây định bụng nghênh đón, lần này Xuân Dịch Lão cũng không đứng yên nữa, lập tức hét to, đừng làm ẩu. Thùy Dương quấn bờ nghe tiếng vội vàng đứng lại, bánh bao sâm lấn thoáng kinh ngạc, thấy đối thủ bất động nên cũng yên tĩnh lại. Tiếp theo chợt nghe thấy Diệp Tu không nhanh không chậm bảo, đúng vậy, đừng làm ẩu, nếu ông muốn sâu lâu với tôi, ít nhất cũng phải dùng ước chính của mình. Xuân dịch lão, bút ngôn phi, nhập giả dạ hàn, cả đám ngây người, Thùy Dương quấn bờ trong mắt họ đã được xem như một tên kiêu ngạo lắm rồi, thế mà tên quân Mạc Tiếu này còn kiêu ngạo đến ngạo mạn, chỉ là một nhân vật cấp 30, thế mà dám nổ rằng Thùy Dương quấn bờ nên dùng ước chính đến. Tranh lệch 40 cấp, không phải chuyện đùa đâu, cùng là kiêu ngạo đến ngạo mạn, Lam Hà không thèm để mắt đến Thùy Dương quấn bờ, nhưng với quân Mạc Tiếu, cậu ta lại như rất tôn sùng, chuyện gì đã xảy ra. Ai nấy mờ mịt, chợt nghe thấy Thủy Dương quấn bờ đã giận quá hóa cười bên kia, thông minh lắm, lấy nhân vật cấp 30 khiêu chiến ớt chính của tao, thua cũng chả sao cả, mày nghĩ tao sẽ diễn trò hề nhàm chán này với mày hả? Không cần dùng ớt chính đâu, tao sẽ dùng nhân vật cấp 30 như mày. Yên tâm đi tôi sẽ không dùng ớt cấp thấp bắt nạt ớt cấp cao của ông đâu, tôi sẽ mượn tạm một ớt cấp 70 đánh với ông. Diệp Tu nói, cấp thấp bắt nạt cấp cao, mọi người rất cả mồ hôi có điều nói cứ như cấp thấp được lợi lắm vậy là do Thùy Dương Quấn bờ nhắc trước. Được lắm, đi chỗ nào? Thùy Dương Quấn bờ hỏi, ông muốn đi đâu thì đi, tụi tôi muốn vào phó bản luyện cấp, tạm biệt nhé. Diệp Tu nói, chương 174, khiêu khích không người để ý. Thấy đám quân Mạc Tiếu làm như không có gì xảy ra, cứ thế quay đầu vào bản làm Thùy Dương Quấn bờ giận nghiến răng. Muốn cản cũng không cản được, đây là cửa vào phó bản, người quay đi vài bước đã vào bên trong rồi. Xuân dịch lão đứng yên nhìn theo quân mạc tiếu dẫn đội vào phó bản, cũng chỉ bình tĩnh nói một câu. Chúng ta cũng vào thôi. Rõ, ba người đáp lời, riêng Thùy Dương quấn bờ còn chưa tỉnh táo lại. Thùy Dương, phá kỷ lục làm ơn tập trung dùm anh, đừng quên vì sao chúng ta tới đây. Xuân dịch lão nhắc Thùy Dương quấn bờ một tiếng, sau đó năm người cũng vào bản, tiến hành theo từng bước trong kế hoạch lúc tập luyện. Kết quả Thùy Dương quấn bờ ôm một bụng tức, xả giận lên đám tiểu quái trong phó bản, làm tiết tấu của đội rối loạn như canh hẹ, rõ là không thèm kiềm chế gì cả. Xuân dịch lão trước khi vào đã nhắc hắn một lần, bây giờ một câu cũng không nói. Ngược lại bút ngôn phi chịu không nổi nữa, chuẩn bị mở miệng, nhưng vừa kêu tên hắn, Xuân dịch lão đã ngắt lời. Được rồi, Xuân dịch lão nói, phát tiết một chút, nếu không có đánh cũng không được. Bút ngôn phi giật mình nhớ lại tính tình của Thủy Dương quấn bờ, vì vậy cũng thôi. Hai người khác im lặng, đợt phó bản này thùy dương quấn bờ không hề phối hợp với đội tốc độ phó bản tất nhiên không được như ý muốn quân mạc tiếu kia không phải cố tình khiêu khích thùy dương sau đó gây bất lợi cho chúng ta chứ bút ngôn phi nói tôi cảm thấy không cần thiết nhập dạ hàn nói khiêu khích người khác chỉ gây mất bình tĩnh trong nhất thời phó bản lại không giống trên đấu trường đánh mấy trận liền rõ thắng thua hôm nay không được thì mai lại đến thậm chí sẽ lóc ớc khác vào tiếp chẳng lẽ hắn đứng được ở đấy dở trò mãi sao Vậy hắn làm nhảm nhiều thế làm gì, chẳng lẽ thật sự còn mạnh hơn Thùy Dương Quấn bở ư? Bút ngôn phi nói, mấy ông thấy sao? Nhập dạ hàn hỏi ba người, Thùy Dương Quấn bở còn ở đây, những người khác không thể tự nhiên bàn luận trước mặt hắn. Lúc này quét phó bản, không có chuyện bốn người tụ lại cùng đập quái, nên vừa đánh vừa chuyển vị trí trò chuyện với nhau. Tôi thấy, Lam Kiều cầy bản ổn định là sự thật, nhưng nói Thùy Dương Quấn bở kém Lam Kiều, tôi không đồng ý. Mọi người phối hợp như vậy cũng đâu tệ đâu so ăn ý của thủy dương quấn bờ với chúng ta lam kiều chưa chắc tốt hơn Thử quang toàn băng vốn im lặng lại lên tiếng ít nhất trong trường hợp này tôi thấy lam kiều nhất định không dễ kích động như thủy dương quấn bờ bút ngôn phi nói không lẽ nhập dạ hàn giật mình muốn nói ra suy đoán của mình không ngờ lại dịch chuyển trạch hướng tách khỏi mọi người sang bên cạnh thủy dương quấn bờ vội ngậm miệng lại không lẽ gì khi bốn người tụ tập lần nữa bút ngôn phi hỏi không lẽ ý đồ thật sự khi quân mạc tiếu khiêu khích thùy dương quấn bờ là muốn vạch cho chúng ta xem thùy dương thật sự không được nhập dạ hàn nói tôi nói mấy ông có phải suy nghĩ quá nhiều rồi không xuân dịch lão đứng yên bên cạnh nãy giờ không tham gia thảo luận cuối cùng nắm lấy cơ hội mở miệng làm gì xoắn suýt thế tôi thấy là thùy dương quấn bờ khiêu khích trước sau đó bên kia mỉa mai đáp lại thôi xuân dịch lão nói hả ba người ngẩn ra cách giải thích này cũng có vẻ hợp lý đừng suy nghĩ nhiều, tập trung vào phó bản. Xuân Dịch Lão nói, rõ, ba người đáp, xong chuyến phó bản này, thành tích không khá lắm, đến hơn 30 phút, cách kỷ lục một khoảng xa xôi. Sau khi được dịch chuyển ra ngoài, Xuân Dịch Lão cũng không nói thêm gì. Thùy Dương quấn bờ cũng không ngu ngốc, tin rằng hắn cũng tự biết ý thức. Lần hai, Xuân Dịch Lão chỉ hờ hững bảo, chuyện Thùy Dương quấn bờ không khống chế tốt cảm xúc bản thân cũng vì vậy mà che che lấp lấp cho qua, không ai nói đến. Vào phó bản lần 2, tự hắn cũng trở lại bình thường. Chỉ là lần phó bản này dính chút vấn đề, kỷ lục tuyệt đối, chính là phải phát huy được 100% khả năng, vấp bất kỳ một lỗi nhỏ nào, cũng sẽ không gọi là tuyệt đối. Huống chi đợt này không chỉ một người vấp lỗi, mỗi chuyến phó bản sắp xỉ 30 phút đặt ra yêu cầu thao tác mỗi người đều phải hoàn hảo xuất sắc, thật ra không hề dễ dàng. Lần 3, tập trung chú ý vào, lần trước dù xuất hiện khuyết điểm, nhưng năm người đã hoàn toàn thích nghi với chiến thuật đánh boss Toya, thành tích vẫn sánh bằng kỷ lục của khu 10. Mọi người đều tin tưởng, loại bỏ những lỗi nhặt nhạnh này, kỷ lục tuyệt đối nhất định xuất hiện. Cố lên, mọi người động viên nhau, lần thứ 3 tiến vào phó bản vùng đất lưu lạc. Tiếp tục tiến lên, thao tác hoàn hảo, cả đội hoàn toàn không chút sai phạm nào, đi thẳng một đường đến boss cuối Toya, là ải khó nhất của phó bản vùng đất lưu lạc, đồng thời cũng là trọng tâm năm người cất công phá bản 18 lần một ngày. Đấu pháp để đối phó Toya, năm người gần như thao tác theo bản năng. Cả lần thứ hai dù gặp sơ suất, nhưng đánh boss Toya cũng không hề sai lầm chút nào. Trọng tâm luyện tập, thực sự là vô cùng thuần thục rồi. 24 phút 41 giây 46, lúc thành tích xuất hiện, năm người thở phào nhẹ nhõm. Đây đúng là thành tích cực hạn năm người dự đoán, nâng cao kỹ thuật tối đa để đạt được. Muốn nhanh hơn nữa, cần có trang bị mạnh thêm mới có thể. Lam Hà dù không tham gia đội phá kỷ lục lần này, nhưng công việc vẫn an bày ổn thỏa. Thấy kỷ lục mới xuất hiện, người Lam Khê Các đã chuẩn bị sẵn nhau nhau lên kênh Thế giới thảo luận không ngừng, tất nhiên là vãn hồi hình tượng thê thảm gần đây của công hội. Việc này kỷ lục đầu tiên vừa ra đã làm một lần, lần này thực sự là nhân dịp rèn sắt còn nóng, thừa thắng sông lên. Quân Mạc Tiếu, kỷ lục này chờ mày đến phá. Trong biển spam cuồn cuộn bóng sen lẫn một dòng khiêu khích ngông cuồng, là do Thủy Dương quấn bờ dùng nhân vật tạm thời của hắn gửi đi kết quả chờ mãi không thấy quân mạc tiếu trả lời thùy dương quấn bờ nhẫn nại spam từng dòng từng dòng một cuối cùng đám người chợt thông minh hơn sau sự kiện sb cút của hội trưởng xuân dịch lão bọn bút ngôn phi kéo tìm trong đống hỗn loạn trên kênh thế giới phát hiện quân mạc tiếu không phải phớt lờ thùy dương quấn bờ mà cũng giống như một câu sb cút của xuân dịch lão ngắn ngủn nên không ai chú ý đã bị trôi đi quân mạc tiếu đáp cụt lùn ba chữ rảnh thì tới thùy dương quấn bờ thấy reply này bị chọc tức đến hộc ra một búng máu tiếp tục spam gọi hồn, thách đòi phá kỷ lục, đòi sâu lâu. Lúc này Thùy Dương quấn bờ đã biết chú ý xem từng tin reply. Quân Mạc Tiếu vẫn còn nhân từ chán, trả lời rất nhanh, chỉ là 10 tin như một, vẫn là ba chữ, rảnh thì tới. Thùy Dương quấn bờ phẫn nộ đến muốn chui vào game nắm đầu quân Mạc Tiếu ra trả đạp. Nhưng việc hắn có thể làm chỉ là nghiến răng chừng mắt với màn hình máy tính. Bao nhiêu lời mỉa mai châm chọc đều phun ra hết trên kênh thế giới, Kết quả mức độ kiệm lời của quân Mạc Tiếu sánh ngang hội trưởng Xuân Dịch Lão của bọn hắn, ngoại trừ rảnh thì tới. Thì không còn câu nào khác, bây giờ đi hỏi chừng nào rảnh, có phải mất mặt không? Thùy Dương quấn bờ xoắn suýt, người này thật kiên nhẫn, spam cả tiếng đồng hồ rồi. Bên tiệm nét hưng hân, đường nhu đi rót nước, sẵn ra trước quầy trò chuyện giam câu với Diệp Tu. Lúc này vừa lúc dùng hết ba lượt vùng đất lưu lạc, hơn làm khê các những một giờ vì hai lần sau diệp tu chỉ huy mọi người thực hiện một đấu pháp hoàn toàn mới nhưng đấu pháp này không giống ở mai cốt chi địa tăng hiệu suất tối đa mà là phát huy hết tiềm năng của bốn người đường nhu cảm thấy có lòng nhưng không đủ sức cô có thể cảm nhận được đấu pháp này rất kỳ diệu nhưng bốn người đánh chưa được yêu cầu của nó nên không thể đạt đến hiệu quả dự tính đúng vậy là bốn người vùng đất lưu lạc hôm nay vẫn là bốn người vào bản đường nhu cảm thấy đấu pháp mới là đánh theo kiểu giả sử phối hợp cùng người thứ năm nữa, nếu có đủ 5 người, nhất định có thể đạt được yêu cầu của đấu pháp. Vì vậy sau phó bản, mọi người giải tán, đường nhu đến đây, mở lời bằng chuyện Thùy Dương quấn bờ cần cù spam nát kênh thế giới. Ừ, thật vất vả, Diệp Tu nói, anh đang làm gì vậy? Đường nhu nhìn nhìn ngó ngó màn hình của Diệp Tu, trông thấy đang ở khu giao dịch ven đường trong thành không tích. Dạo phố, muốn mua gì vậy? Đường nhu hỏi. Trang bị của em và bánh bao đều sắp xong cả, Phong Sơ Yên Mộc vẫn còn thiếu mấy món, anh đang tìm giúp. Diệp Tu nói, a à, có đủ tiền không, em còn một chút, Đường Nhu nói, này em giữ mua thuốc đi. Diệp Tu cười, chuyện kia, gì, kỷ lục của vùng đất lưu lạc, chúng ta có thể cướp lại đúng không? Đường Nhu hỏi, top 3 kỷ lục của phó bản vùng đất lưu lạc đều không có tên họ. Hơn nữa hiện tại Thùy Dương Quấn Bờ còn đang la hét khiêu chiến trên kênh thế giới, đường nhu không nói gì nhưng nội tâm sắp bùng nổ rồi tất nhiên diệp tu nói khi nào đường nhu nói phải đợi đội viên thứ năm đã diệp tu nói người thứ năm lần này lại là ai đường nhu hỏi em cũng biết đấy diệp tu nói ai đường nhu không vui cho nguyệt còn nhớ không diệp tu hỏi hả người này có nhớ là người kém nhất trong đám người kia nhưng vẫn mạnh hơn em đường nhu nói chiến đội vi thảo dù là ai việc đánh bại đường nhu vẫn là nhẹ nhàng, dù sao tất cả đều là ở cấp độ chuyên nghiệp. Cậu ấy là kiều nhất phàm, đánh đơn không quá xuất sắc, nhưng ở phó bản cần đoàn kết cả đội, chính là lĩnh vực của cậu ta. Diệp Tu nói, chừng nào cậu ấy đến, đường nhu hỏi, nhanh thôi, nếu thuận lợi, có thể đêm mai sẽ gặp. Diệp Tu nhìn danh sách bạn bè, quỷ kiếm sĩ si tên một tấc cho vẫn online 24 trên 24, thăng cấp nhanh như tên lửa, lúc này đã là cấp 28 chương 175, ba cơ hội đợi em. Một tắc cho của Kiều Nhất Phàm lên 30 chỉ trong vài ngày, tốc độ thăng cấp này còn nhanh hơn đám Diệp Tu và nhóm người online suốt 24 tiếng của các công hội lớn. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì nhân vật của những công hội lớn luôn dẫn trước ở khu 10, phải tự mình làm mọi việc, tự mình giải quyết bất kể khó khăn gì. Nhân vật của bọn Diệp Tu tuy chậm hơn một chút, tình huống cũng tương tự vậy, bọn họ chỉ chậm về mặt thời gian chơi game thôi, mà một tắc cho của Kiều Nhất Phàm rơi vào tay dân cầy thuê cũng sẽ có thời gian chơi game không thua những nhân vật đứng đầu các công hội lớn. Điểm mấu chốt là, một tắc cho của Kiều Nhất Phàm bắt đầu trễ hơn. Nhân vật của cậu có thể lên cấp vèo vèo thế này cũng bởi vì hoàn cảnh của cậu đang rất giống với khu cũ. Tốc độ tăng cấp của bất kỳ nhân vật nào ở khu cũ luôn nhanh hơn khu mới, nguyên nhân rất đơn giản có người kéo. Tuy khu 10 không có những nhân vật cấp cao như khu cũ, nhưng với nhân vật xuất phát chế như một tấc cho, chắc chắn sẽ có nhân vật cao hơn kéo cậu. Cậu lại chọn mức giá cày thuê nhanh nhất, tất nhiên sẽ có người lợi dụng chọn vẹn những nhân tố này. Những nhân tố ấy, Diệp Tu hiểu rõ trong lòng, hắn nhìn tốc độ tăng cấp của một tấc cho, cũng đoán được nhân vật này luyện cấp ra sao. Nên hắn dám chắc, một tấc cho sẽ lên 30 ngày ngày mai. Vì vậy hôm nay Diệp Tu tiến hành buổi luyện tập đặc biệt tại vùng đất lưu lạc, vì vậy hắn dặn dò mọi người đừng luyện cấp nữa sau khi giải tán đội ngũ nếu luyện tiếp, họ sẽ lên 30 mất, qua giới hạn cấp bậc cao nhất, kỷ lục có cao đến đâu cũng không được thừa nhận. Hy vọng mau đến tối mai, đường nhu cảm khái, ôm ly trà trở về chỗ ngồi. Trong trò chơi, Thùy Dương quấn bờ spam kênh thế giới suốt nửa tiếng. Diệp Tu làm chuyện của mình, thỉnh thoảng lại rảnh mắt nhìn sang, lúc nhìn thử mới phát hiện được, hiển nhiên hắn chẳng để tâm đến chuyện này. Thùy Dương quấn bờ, thằng ất ơ nào đây? chỉ là cao thủ trong đám người chơi sao có thể khiến Diệp Tu chú ý chứ. Một đêm trôi qua, trời sáng dần, loại nhân vật như Thủy Dương quấn bờ không hề có sức ảnh hưởng đến Diệp Tu. Câu lạc bộ vi thảo, tuyển thủ chuyên nghiệp đương nhiên không thể liều mạng điên đảo ngày đêm như Diệp Tu, nhất là một kẻ bên lề giống kiểu nhất phàm càng chẳng dám phạm chút sai lầm nào, mỗi ngày cậu đều tập luyện và nghỉ ngơi đúng theo quy định của câu lạc bộ. Thời gian tập huấn vào buổi sáng, cậu không dám phân tâm, nhưng thời gian cá nhân ban đêm, cậu sẽ bắt đầu nghiên cứu chức nghiệp quỷ kiếm sĩ. Đọc hướng dẫn, xem video clip, thậm chí mua thêm hai nhân vật quỷ kiếm sĩ để tự mình thực hành. Có điều, nhân vật mà cậu mong chờ nhất vẫn là một tấc cho phải luyện lại từ đầu kia, vì nhân vật ấy có cơ hội được Diệp Thu đại thần tự mình chỉ bảo, nghĩ đến chuyện này, Kiều Nhất Phàm sẽ chợt phấn khởi suốt mấy ngày liền. Gần đây cậu ngủ rất ít, lại không hề thấy mệt mỏi, ngủ trễ dậy sớm mỗi ngày mà vẻ mặt vẫn vui tươi khỏe khoắn. Ngay cả dùng thích khách luyện tập lúc ban ngày cũng cảm thấy bản thân hình như xuất sắc hơn trước, chẳng biết có phải tác dụng tâm lý hay không. Mà hôm nay chính là ngày giao hẹn lấy ớt, nói cách khác hôm nay là ngày một tấc cho đạt tới cấp 30, cuối cùng thì cậu có thể đến tìm Diệp Thu Đại Thần xin chỉ bảo rồi. Giữa trưa, Kiều Nhất Phàm lo lắng liên lạc với người cầy thuê, xác nhận đơn hàng không có vấn đề, hiển nhiên càng thêm hăng hái. Chuyện gì vậy Nhất Phàm? Trông cậu vui vẻ quá. Tập huấn buổi chiều, cậu bạn thân Cao Anh Kiệt nhìn thấy tâm trạng vui vẻ của Kiều Nhất Phàm, nhịn không được đến hỏi. Ha ha, có hả? Kiều Nhất Phàm ngây ngô cười đáp, cậu không sao chứ? Cao Anh Kiệt vươn tay sờ chán Kiều Nhất Phàm, không có gì đâu, mình không sao. Nhanh lên, tập huấn bắt đầu rồi. Kiều Nhất Phàm né tránh tay phải đang vươn ra của Cao Anh Kiệt, ngừng cười ngơ mà ngồi xuống máy tính, nhưng chỉ chốc lát, chính cậu cũng không phát hiện ra, khóe miệng mình lại dần dần nhếch lên, toàn bộ việc này không thoát khỏi ánh mắt của Cao Anh Kiệt. Cao Anh Kiệt đương nhiên biết rõ tiền đồ của bạn mình khá mịt mờ, áp lực tâm lý rất lớn. Tiếc rằng tuy cậu là ngôi sao mới được câu lạc bộ nâng đỡ, người được ủng hộ thế chỗ đại thần nhiều nhất, nhưng cậu vẫn chỉ là một kẻ thấp cổ bé họng, không thể giúp được gì cho Kiều Nhất Phàm. Mấy ngày nay nhìn thấy tâm trạng tốt lạ thường của Kiều Nhất Phàm, vì những dấu hiệu không bình thường ấy cậu không khỏi lo lắng. Buổi tập chiều chấm dứt, Kiều Nhất Phàm vội vã trở về phòng mình, Cao Anh Kiệt muốn nói chuyện với cậu lại không có cơ hội làm người mới được câu lạc bộ xem là trọng điểm bồi dưỡng cậu thường phải tập thêm dưới sự chỉ dạy của đại thần hôm nay cậu vừa kết thúc buổi tập đang muốn đuổi theo kiều nhất phàm chợt bị đội trưởng vương kiệt hy gọi lại luyện tập thêm kết thúc cũng đã là giờ cơm chiều cao anh kiệt chạy nhanh đến nhà ăn của câu lạc bộ cũng không hề gặp kiều nhất phàm hỏi hết các đồng đội kẻ vô hình như kiều nhất phàm quả thực không người ngó ngàng vậy mà chẳng ai nói được cậu ấy có đến nhà ăn không cao anh kiệt chạy tới phòng của kiều nhất phàm cũng không có bóng người Kiều Nhất Phàm chẳng biết đi đâu nữa. Cao Anh Kiệt cảm thấy kỳ lạ, không biết cậu bản thân đang làm gì, cũng không dám báo cáo với đội trưởng, vội vàng gọi cho Kiều Nhất Phàm. Kiều Nhất Phàm bắt máy, lại chỉ nói mình ăn cơm xong nên ra ngoài dạo chút. Mình trở lại ngay mà Kiều Nhất Phàm nói qua quyết với Cao Anh Kiệt qua điện thoại. Cậu phải ra ngoài lấy thẻ tài khoản, tuy có thể chờ đến mai lấy, nhưng giờ Kiều Nhất Phàm đã nôn nóng lắm rồi. Thế nhưng cậu không muốn để bất kỳ ai trong câu lạc bộ biết được, nên chỉ có thể lẳng lặng đi mất, kẻ vô hình như cậu làm việc này khá dễ dàng. Ai ngờ vẫn bị cậu bản thân phát hiện, trong lòng Kiều Nhất Phàm có chút cảm động, nhưng cậu không định nói gì với Cao Anh Kiệt. Đây là sự lựa chọn của cậu, không liên quan đến ai cả. Tuy Cao Anh Kiệt quan tâm cậu, nhưng cậu biết, Cao Anh Kiệt không giúp được gì cho mình, cố kéo Cao Anh Kiệt vào cuộc, có lẽ sẽ ảnh hưởng xấu đến tương lai tươi sáng của bạn mình. Lúc Kiều Nhất Phàm lấy thẻ tài khoản từ người cầy thuê về cũng đã hơn 9 giờ tối. Không ai chú ý đến việc cậu đi hay về kiều nhất phàm đang mở cửa phòng đột nhiên có người gọi cậu quay đầu lại nhìn thấy cao anh kiệt bước đến từ hướng phòng huấn luyện anh kiệt mới vừa luyện thêm giờ à kiều nhất phàm hỏi thăm ừm um, cao anh kiệt lên tiếng tiếp đấy lại chợt hỏi một câu đi đâu vậy ra ngoài dạo chút thôi kiều nhất phàm nói có phải cậu gặp chuyện gì hay không cao anh kiệt nói mình mình có chuyện gì chứ kiều nhất phàm cười trễ rồi cậu nghỉ sớm chút đi mình về phòng kiều nhất phàm vừa nói vừa mở cửa phòng À, sao cùng Cao Anh Kiệt chỉ đành thốt lên như vậy, cậu là một người hướng nội không giỏi giao tiếp, cậu nhìn ra Kiều Nhất phàm có tâm sự, nhưng không biết nên mở miệng thế nào, cuối cùng lại bị người ta nhẹ nhàng chặn ngoài cửa. Cao Anh Kiệt ngẩn người hồi lâu, chỉ đành thở dài trở về phòng mình. Kiều Nhất phàm trở về phòng, mở máy tính ra, lập tức vào Vinh Quang đăng nhập một tấc cho của mình. Vừa login đã thấy quân mạc tiếu online, lòng thầm kích động, dè dặt gửi tin sang tiền bối, em 30 rồi. Ô! nhanh thế tin trả lời đến rất nhanh tối cùng đánh bản không hơn không giờ được chứ tin tiếp theo diệp tu lại hỏi à, được ạ được ạ kiều nhất phàm kích động đáp ừm um, phá bản vùng đất lưu lạc em còn biết cách đi phó bản này không diệp tu hỏi biết ạ à. kiều nhất phàm nói không được lơ là đâu mục tiêu của chúng ta là phá kỷ lục khu này đấy diệp tu nói thế à, vậy em đi ôn lại chút đổi thành bất kỳ tuyển thủ chuyên nghiệp nào chắc chắn sẽ không bận lòng xem lại loại phó bản như vùng đất lưu lạc này nhưng Kiều Nhất Phàm lại chẳng dám sơ suất, đây là thói quen cẩn thận dè dặt mà cậu luyện được khi làm kẻ bên lề trong mấy năm qua. Ừm, nhìn thử đi, chúng ta chỉ có ba cơ hội thôi. Diệp Tu nói, vì sao? Bởi vì trừ em ra, những nhân vật khác e rằng sẽ lên 31 sau 3 lần. Diệp Tu nói, lúc này Kiều Nhất Phàm đã mở bảng thành tích của khu 10 ra, thành tích 24 phút 41 giây 46 của vùng đất lưu lạc khiến những tuyển thủ chuyên nghiệp như họ cũng phải giật mình kỷ lục rất cao kiều nhất phàm kinh ngạc gửi tin cho diệp tu đúng vậy có thể nói đây là cực hạn hiện nay đấy diệp tu nói nếu thay đổi trang bị mạnh hơn hẳn có thể nâng cao thêm nữa trang bị này đã là cực hạn của khu mới rồi diệp tu đáp chúng ta phải làm sao đây kiều nhất phàm hỏi ba cơ hội chỉ cần em có thể hòa nhập vào đội ngũ của tụi anh kỷ lục này chỉ là chuyện nhỏ diệp tu nói ba lần kiều nhất phàm không có lòng tin tự tin là thứ cậu thiếu nhất yên tâm đi là em thì không có vấn đề gì đâu. Anh tin em có thể làm được, nên cố ý chỉ chừa ba cơ hội đợi em thôi. Diệp Tu nói, đợi em, Kiều Nhất Phàm giật mình. Đúng, không có trận quỷ của em, phá kỷ lục cực hạn này hơi phiền. Diệp Tu nói, thế nhưng, em còn chưa quen trận quỷ lắm. Kiều Nhất Phàm hoảng hốt, ba cơ hội, ít nhất đủ để em quen thuộc phó bản này. Đừng quên, em cũng là tuyển thủ chuyên nghiệp. Diệp Tu nói, em cũng là tuyển thủ chuyên nghiệp. Một câu cực kỳ đơn giản, một câu phản ánh sự thật thế nhưng lại là một câu kiều nhất phàm chưa từng được nghe cậu đã quen vô hình đã quen mãi mãi không đủ khả năng được lên sân đấu làm dự bị đã quen hâm mộ đứng xa nhìn theo cao anh kiệt được đội trưởng tự mình chỉ dạy có mặt tại đội quán quân đầy quyền thế lại trở thành áp lực của cậu những khi đội viên khác vì đấy mà tự hào cậu lại ngẫm xem mình có xứng với nó không em cũng là tuyển thủ chuyên nghiệp câu khẳng định ấy câu tán thành ấy chính là chuyện khó mà đạt được đối với kiều nhất phàm vậy mà nó còn trở nên có giá trị gấp bội khi xuất phát từ miệng Diệp Thu Đại Thần. Nhìn mấy chữ đấy, sự tủi thân chất chứa trong thời gian dài của Kiều Nhất Phạm lập tức dâng trào, đôi mắt thoáng chốc ướt nước. Lại vẫn đáp lại một tin, đúng thế, ba lần, vậy là đủ rồi. mươi 176, vấn đề tỉ mỉ, cách không giờ sáng còn hơn 2 tiếng. Kiều Nhất Phạm không tiếp tục ngồi đây sầu não nữa, chào hỏi với Đại Thần xong, bèn tạm thời ao một tấc cho. Đổi sang ớt khác chạy tới vùng đất lưu lạc ở khu cũ, ôn lại phó bản này dù sao cũng là tuyển thủ chuyên nghiệp tuy thời gian vào nghề còn ngắn rời phó bản vùng đất lưu lạc cũng chỉ mới dăm ngày phó bản này cậu tất nhiên biết đánh nhưng muốn lập kỷ lục thì phải hiểu thông hết toàn diện kiều nhất phàm bắt đầu nghiêm túc học tập phân bố tiểu quái của từng khu vực loại hình của nó lựa chọn đường đi nước bước đặc điểm kỹ năng và đại chiêu của từng con boss kiều nhất phàm dùng ớt lớn đánh vùng đất lưu lạc ba lần ơc lớn đánh một mình đương nhiên không gặp vấn đề gì dẫu là nhân vật bên lề của chiến đội vi thảo, có thể gia nhập thật ra cũng là một kiểu tán thành thực lực. Kiều Nhất Phàm tuy kém hơn đồng đội, nhưng cậu chưa từng bại dưới tay đường nhu. Cấp bậc của cậu không phải là thứ thao tác mới toanh như bánh bao xâm lấn và đường nhu có thể sánh kịp. Ba lần tường tận xong, không giờ chạm nấc, Kiều Nhất Phàm chuyển ớt về khu 10, gửi tin cho Diệp Tu, hai bên hẹn gặp nhau ngoài phó bản vùng đất lưu lạc. Trên đường đi, Kiều Nhất Phàm trông thấy trên thế giới có người khiêu khích quân mạc tiếu, nội dung nhắc về kỷ lục phó bản vùng đất lưu lạc, một người khác thì đang la hét đòi sâu lâu với quân mạc tiếu. Ai vậy nhỉ, Kiều Nhất Phàm nói thầm, kỷ lục phó bản thì không tính, cái đó phải nhờ đoàn đội, hơn nữa phó bản cấp thấp lại tồn tại giới hạn phát huy, người chơi bình thường cũng có thể làm được, thành tích đương nhiên sẽ không kém hơn tuyển thủ chuyên nghiệp. Nhưng sâu lâu à, đây đơn thuần là trực tiếp so trình độ kỹ thuật của hai bên. Kẻ ngạo mạn thách thức Diệp Thu Đại Thần như vậy cũng có trong game, thật sự làm Kiều Nhất Phàm không biết nói gì. Theo cậu biết, đội trưởng Vương Kiệt Hy của họ, trước mặt đại thần Diệp Thu còn chưa dám tỏ thái độ ngông nghênh như thế. Dám đối chọi gay gắt đến vậy, e rằng chỉ mỗi Hàn Văn Thanh của chiến đội bá đồ thôi. Vị đại thần này mới vào liên minh đã đối đầu với đại thần Diệp Thu, anh ta cũng là người kết thúc kỷ lục đạt quán quân liên tiếp của gia thế, được xem là tử địch hàng đầu. Luận kỹ thuật, Hàn Văn Thanh sàn sàn với các đại thần khác, nhưng con người anh ta lại rất bá đạo. Tính cách lại cực kỳ bảo thủ thẳng thắn, nhìn không ưa thì mở miệng mắng ngay nghe nói ở trận nào đó bá đồ phát huy thất thường thua cực thảm hàn văn thanh đã lồng lộn mắng các đội viên một chập sau trận coi lại bản ghi hình trận đấu cùng ngày phát hiện ai sai lầm liền sách ra mắng điên mắng cuồng lúc đó ông chủ của bá đồ cũng tới dự thính chuông di động reo lên đột ngột câu chửi đứt quáng hàn văn thanh quay đầu lạnh lùng nhìn ông chủ chỉ nói hai chữ ra ngoài ông chủ nể mặt anh lập tức chạy ra ngoài nghe điện toàn đội bá đồ sợ choáng váng ngay cả ông chủ còn bị đấm phát chết luôn bọn họ sao dám không phục nửa phần. Con người Hàn Văn Thanh là như thế, kinh nghiệm và thực lực trong liên minh có thể sánh ngang với nhân vật cấp đại thần như Diệp Thu cũng chỉ có mình anh. Nhưng giờ, trong game xuất hiện một thằng chẳng biết là ai ầm ý đòi sâu lâu với đại thần Diệp Thu, Kiều nhất phàm quả thực dở khóc dở cười. Trên đường đi cứ 2 phút là có thể trông thấy tin tức người này, không hề lãng phí chút CD spam kênh thế giới nào. Kiều Nhất Phàm lắc đầu liên tục, dần đen rêu rao như thế, sợ rằng đại thần còn chẳng thèm ngó ngàng nhỉ. Ngoài phó bản vùng đất lưu lạc, một tắc cho của Kiều Nhất Phàm rốt cuộc cũng chạm mặt với đại thần quân Mạc Tiếu, cùng lúc còn gặp được người quen Hàn Yên Nhu của Đường Nhu. Bánh bao sâm lấn lúc đầu cũng đã gặp qua, tiếp đó, bậc thầy pháo súng phong sơ yên mộc, vừa thấy nhân vật này, ai biết thân phận sau màn của quân Mạc Tiếu đều nghĩ tới tô mộc tranh đầu tiên, vị bậc thầy pháo súng luôn đứng cạnh Diệp Thu, luôn đứng phía sau Diệp Thu ấy. Bây giờ Diệp Thu đã giải nghệ, bậc thầy pháo súng này vẫn là tô mộc tranh ư. Kiều Nhất Phàm không dám hỏi nhiều, dù là một thành viên của đội quán quân, nhưng cậu vẫn là kẻ vô hình trong đội nhà, cảm giác tồn tại trong mắt tuyển thủ chiến đội khác lại càng bạc nhược. Kiều Nhất Phàm không giống tuyển thủ chuyên nghiệp khác trong đội trên sàn là đối thủ, dưới sàn là bạn bè với tuyển thủ đội khác. Kiều Nhất Phàm, cậu không có đối thủ, cũng không có kiểu bạn như thế. Đến đây, thấy một tắc cho tới, Diệp Tu chào hỏi, "Không giờ chúng ta lập tức bắt đầu." "Vâng." Kiều Nhất Phàm đáp rồi mở bảng đơn phó bản xác nhận kỷ lục lại một chút. Vừa nhìn, chợt thấy hàng tên trong đội ngũ đứng đầu bản có hơi quen quen, không phải là kẻ đang spam hú đại thần trên kênh thế giới sao. Khen gì ngạo mạn như thế, thành tích kỷ lục quả thật không tồi, coi như là một cao thủ, chẳng qua cũng phải xem đối thủ là ai chứ kiểu nhất phàm nghĩ bụng. Trang bị không có vấn đề nhỉ, Diệp Tu hỏi một câu, không có vấn đề, Kiều Nhất Phàm đáp, tay cầy thuê cậu mướn phụ trách gánh vác cả bộ trang bị, Lúc này một tấc cho đang mặc bộ trang bị chức nghiệp quỷ kiếm cấp 30, tay cầm thái đao chảm ác quỷ tím cấp 30, trang sức cũng khá tốt. Lần đầu tiên không cần quá nhanh, có người mới, để cậu ta làm quen với đấu pháp của chúng ta một chút. Diệp Tu nói, một lần là đủ rồi hả? Bánh bao sâm lấn hẳn là đang nghĩ tới hội trưởng công hội Nguyệt Luân, lúc đầu cũng bảo là làm quen, kết quả qua ba lần cũng chẳng khá khẩm hơn gì. Đủ, Diệp Tu cười nói, kiều nhất phàm được trả lời thay, cảm thấy nhiệt huyết sôi lên sùng sục nhìn thời gian chỉ còn vài phút chạy đi tạt nước lạnh lau sạch mặt một cái cậu phải giữ vững tỉnh táo và tập trung tuyệt đối không thể phụ sự tin cậy của đại thần đổi mới rồi vào bản thôi không giờ phó bản đổi mới diệp tu dẫn đầu mọi người vào vùng đất lưu lạc lúc này lam hà cũng đang bắt đầu đánh phó bản lại bắt đầu thấp thỏm chú ý tới tin tức thế giới thùy dương quấn bờ liên tục spam kênh làm cậu hơi bực mình thứ tinh thần không dứt này đã không còn là xứng danh cho trình mình nữa mà giống y như đang la lối om sòm. Người có sở thích thế này, Lam Hà không ý kiến, nhưng vấn đề là nhân vật của hắn thuộc Lam Khê Các, ai ai cũng biết, trên bảng thành tích phó bản còn đang treo trần dần tên hắn kia. Có thân phận công hội, hơn nữa còn đang treo thân phận cao thủ bảng đơn kỷ lục trên người, lại không màng mặt mũi gạo rú liên miên trên thế giới, Lam Hà chỉ thấy mất hết thể diện. Nhắc nhở, Lam Hà không phải chưa nói, nhưng chỉ nhận được lời đáp châm chọc của Thủy Dương quấn bờ. Tên này tham gia đánh được kỷ lục càng cao, càng tỏ vẻ ninh ngang không thể cứu vãn nổi. Trong lòng Lam Hà khỏi nói có bao nhiêu dối rắm cậu đương nhiên hy vọng kỷ lục công hội được giữ lại, nhưng vừa nghĩ tới vẻ kiêu ngạo của Thùy Dương quấn bờ, liền hận sao không có ai dẫm lên kỷ lục của nó luôn đi. Có thể đè bẹp kỷ lục đó, đương nhiên cũng chỉ có quân mạc tiếu. Lúc này trong lòng Lam Hà có vài phần bất an, cậu luôn để ý tới cấp bậc của quân mạc tiếu, hắn ta dừng lại giai đoạn cấp 30 hơi lâu rồi. Bây giờ đám nhân vật top đầu của bọn Lam Hà đã 33. Cấp bậc càng cao, thời gian và kinh nghiệm cần để thăng cấp càng nhiều, khoảng cách sẽ càng nhỏ. Chiếu theo tốc độ của quân Mạc Tiếu trước giờ, hẳn nên cách họ khoảng một cấp dưới, vậy mà hắn vẫn đứng ở cấp 30, ý đồ trong đấy chính là nguyên nhân khiến Lam Hà bất an. Nhất là vừa nãy, Lam Hà nhận được tin từ chỗ người chơi công hội đang chuẩn bị đánh phó bản, nói thấy được bọn quân Mạc Tiếu, trong đội họ hình như xuất hiện một nhân vật mới, tên là một tắc cho, quỷ kiếm sĩ, không treo danh hiệu công hội, không rõ là có công hội hay không. Một tắc cho, đây là ai vậy? Lam Hà nhìn trong danh sách công hội mình, kiếm khách Lưu Mục Hiển hách một thời lần trước vẫn chưa lóc in lại, trong lòng nổi lên nghi ngờ. Lúc này trong phó bản vùng đất lưu lạc, Kiều Nhất Phàm mới gia nhập đang dùng ớt một tắc cho lắng nghe bố trí của Diệp Tu, phối hợp hoàn mỹ cả bốn người. Ừ, cứ thế này, với tiết tấu công kích của chúng ta, thời gian mở trận không được lãng phí chút nào, phải khống chế thời gian đóng băng kỹ năng thật tốt, bảo đảm hiệu suất đạt mức lớn nhất. Diệp Tu không ngừng chỉ bảo, dạy cậu nhỏ có trụ cột sẵn thật sự thoải mái hơn nhiều, cậu ta không giống đường nhu và bánh bao xâm lấn hai người mới phải học đấu pháp của phó bản bằng cách nhớ, cho nên nếu muốn hoàn toàn hiểu thông, hai vị này kỳ thật còn không bằng vị hội trưởng Nguyệt Luân kia. Đường nhu và bánh bao xâm lấn, thao tác đã đủ, chỉ phải ghi nhớ đấu pháp, phải có ý thức. Hội trưởng Nguyệt Luân thì sao, dành giỏi về game hiểu điều diệp tu nói thế nhưng thao tác không kịp phải luyện còn kiều nhất phàm ưu điểm hai bên cậu ta có toàn bộ diệp tu chỉ một chút đã rõ thao tác dễ dàng theo kịp cho nên diệp tu mới dám khẳng định một lần là đủ tố chất của tuyển thủ chuyên nghiệp đây không phải là thứ người thường có thể sánh bằng tàn ảnh có thể không cần mở tốn thời gian mở nó không bằng chảm thêm hai đao anh không để cừu hận lây tới người em đâu em không bị dính công kích diệp tu nói tàn ảnh là quỷ thần mà quỷ kiếm sĩ cấp 25 có thể triệu hồi về. Quỷ trận này có thể mang theo tùy thân, có điều cũng chỉ là giáp hộ thân do quỷ ảnh xoay quanh người nhân vật tạo thành thôi. Giáp hộ thân này tựa như tấm khiên, có thể làm giảm và triệt tiêu thương tổn, liên tục trong vòng một phút. Cấp càng cao, thương tổn bị triệt tiêu càng lớn, số lần triệt tiêu cũng càng nhiều, là một kỹ năng phòng vệ thuần túy. Trong lúc phối hợp đoàn đội, Diệp Tu lại bảo Kiều Nhất Phàm không sử dụng kỹ năng này, việc phòng vệ, để người khác lo tỉ mỉ như thế, lại khiến Kiều Nhất Phàm cảm động. Cậu đã quen làm vật hy sinh, nhưng hiện tại, đội ngũ lại chủ động góp sức bảo vệ cậu. Ừm, băng trận này, có vấn đề sao? Kiều Nhất Phàm sợ hãi. Không không, mở rất tốt rất đúng lúc. Diệp Tu nói xong chuyển sang phía bánh bao xâm lấn, bánh bao lần này là lỗi của em đấy. Của em của em, bánh bao xâm lấn lên tiếng trả lời. Trong đắp pháp lập ra vốn không nên phóng thích băng trận ngay lúc này, nhưng do bánh bao xâm lấn phạm lỗi, tình huống đã xảy ra thay đổi. Kết quả Kiều Nhất Phàm tự mình điều chỉnh, sửa thành phóng thích băng trận lúc này, cũng tức khắc đạt tới hiệu quả khống chế, giảm bớt áp lực đội ngũ. Băng trận là quỷ thần băng hồn của quỷ kiếm sĩ cấp 30. Kết giới bảo hộ của băng hồn, gây thương tổn pháp thuật hệ băng tới địch nhân xông vào phạm vi, còn có tỷ lệ hoàn toàn đóng băng luôn mục tiêu, là một quỷ trận công kích. Có điều, em vẫn còn một lựa chọn khác tốt hơn ở đây. Diệp Tu phê bình sai lầm của bánh bao xâm lấn trước, rồi mới quay sang nói với Kiều Nhất Phàm. Chương 177, hai quỷ đập trận. Em xem, sai lầm vừa rồi của bánh bao khiến việc tụ quái không được hoàn mỹ, ba con quái tán loạn cậu ấy dẫn đến lại vừa hay hướng về phía em. Thật ra em không cần dùng băng trận khống chế ngay, ra nguyệt quang chạm trước, ba con quái sẽ bị đẩy lùi vài bước, việc tụ quái vẫn có thể hoàn thành. Sau đó em mới dùng băng trận để khống chế công kích cả trận thì tốt hơn." Diệp Tu nói, nhưng vừa rồi quái tán loạn không chỉ có ba con kiều nhất phàm nói không phải còn có bọn anh sao diệp thu cười tụi anh cũng sẽ dựa vào sai lầm mà điều chỉnh lại nếu xảy ra sai sót như vậy phải chăng kỷ lục không phá được nữa kiều nhất phàm nói ha ha nếu dựa vào góc độ phá kỷ lục khống chế trận thế nào cũng không ảnh hưởng mấy thời gian chiếm được không đủ để phá kỷ lục có điều so với kỷ lục chúng ta cần rèn luyện ý thức và phán đoán của mình trong những tình huống thế này hơn ở trường hợp vừa rồi, em có thể thuận lợi dùng băng trận khống chế trong phó bản, nhưng còn ở đấu trường thì sao? Em có chắc băng trận của mình sẽ không bị cắt ngang dưới tình huống không có bất cứ thứ gì che chở và khống chế không? Kiều Nhất Phàm lập tức giật mình, em hiểu rồi, tuy chỉ là một phó bản nhỏ, nhưng vẫn phải cố gắng nâng cao ý thức diệp tu cảm khái. Vâng ạ, vâng ạ, Kiều Nhất Phàm vâng dạ không ngớt, cậu cảm thấy dường như có một cánh cửa đang dần mở ra trong lòng. Tựa như kỹ thuật và thực lực của cậu gặp phải nút thắt Bấy giờ lại được gỡ ra từng chút một. Cậu không biết là do thay đổi chức nghiệp hay là vì nhận được sự chỉ bảo của đại thần, mà có lẽ bao gồm cả hai nhỉ. Kiều Nhất Phàm ngẫm nghĩ, tuy cậu đã chú ý rất nhiều, nhưng nghe xong Diệp Tu nói, cậu mới biết được bản thân vẫn không đủ chú trọng phó bản nhỏ nhoi này. Dù chỉ là một phó bản thế này, chỉ cần đủ chú trọng cũng có thể nâng cao chính mình. Dưới sự chỉ bảo không ngừng của Diệp Tu, đội ngũ tiến quân nhanh chóng. Đấu pháp mà bọn Diệp Tu đang dùng chính là đấu pháp thiếu một người đã thực hành hôm qua số quái ban đầu giết không hết những nơi luôn rơi vào cuộc phản kích của quân địch sau khi có thêm một tắc cho tất cả chợt trở nên hoàn hảo đường nhu không biết dùng từ gì để miêu tả nỗi kinh sợ trong lòng người chưa tới mà đã đoán được vị trí phối hợp đã thế còn chính xác và mạnh mẽ như vậy khi nào bản thân mới theo kịp đây hai đứa em diệp tu hiện đang nhắc nhở đường nhu và bánh bao xâm lấn nhớ chú ý quỷ trận của cậu ấy nhiều hơn phối hợp cần phải tương hỗ với nhau mà các em có biết hiệu quả của những quỷ trận này không? Không biết, hai người đồng loạt đáp, Diệp Tu bó tay, hiển nhiên cũng phải giới thiệu một phen. Sự giúp đỡ từ những nghề không mang tính phụ trợ chính là tính toán cách phối hợp, nên ở phương diện khác cũng phải hiểu biết đầy đủ để lợi dụng những chiêu hỗ trợ ấy mới được. Ngay cả tác dụng của chúng còn không biết, nói gì đến lợi dụng chứ. Quỷ kiếm sĩ cấp 30, trừ bỏ quỷ thần tàn ảnh chuyên về phòng ngự và băng trận của quỷ thần vừa công kích vừa khống chế trận ra, còn có đao hồn đã học ở cấp 10. Lực lượng của quỷ thần đao hồn là tăng sức lực và trí lực cho những đồng đội nằm trong kết giới do đao hồn bảo vệ. Mà sức lực và trí lực lại quyết định sức công kích vật lý và pháp thuật. Có thể nói rằng, bất kể chức nghiệp nào cũng sẽ được cường hóa mạnh mẽ trong kết giới của đao hồn, kỹ năng này còn được người chơi gọi tắt là đao trận. Cấp 10 có thể học, hễ nhân vật lên 3 cấp có thể tăng một cấp kỹ năng, quỷ kiếm sĩ cấp 30 sẽ đạt được đao trận cấp 7, tăng 105 điểm sức lực và trí lực. Diệp Tu vừa nói ra con số này, đường nhu cùng bánh bao xâm lấn đều rất đỗi kinh ngạc. Số liệu chính là con số thể hiện trực tiếp và khách quan nhất, hai người mở bảng cá nhân ra, lập tức nhìn thấy tác dụng của 105 điểm sức lực và trí lực ấy đáng sợ đến chừng nào. Pháp sư chiến đấu và lưu manh cấp 30, hai chức nghiệp này giống nhau về mặt gia tăng điểm thuộc tính, tại cấp 30, không tính trang bị và khen thưởng từ nhiệm vụ, sức lực và trí lực đều là 105 điểm. Một cái đao trận của quỷ kiếm sĩ lại tăng thêm cho hai người điểm thuộc tính của cả 30 cấp, thế thì bảo sao hai người lại không kinh ngạc. Đương nhiên, thuộc tính nhân vật không thể chỉ nhìn một thân trần trụi được, trên thực tế, tính cả trang bị và khen thưởng từ nhiệm vụ, hai nhân vật không chỉ có từng ấy. Có điều, 105 sức lực và trí lực cũng đủ chấn động trong lòng rồi. Quỷ kiếm sĩ phải dùng quỷ trận vào thời điểm thích hợp, mà những nhân vật khác đương nhiên phải lợi dụng trọn vẹn quỷ trận, ít ra trong thời gian quỷ trận xuất hiện, mọi người đứng trong trận phải dồn sức tấn công. Nhìn đến số liệu cực hãi hùng của quỷ trận, đường nhu và bánh bao xâm lấn đã hoàn toàn hiểu rõ chuyện này phối hợp tiếp đấy sự tương trợ của hai bên càng trở nên thuận lợi mới chỉ là lần thực hành đầu tiên lại mạnh hơn không biết bao nhiêu lần so với hội trưởng của công hội nguyệt luân trước đây nếu đã xuất sắc thế bọn họ phối hợp cũng không quá tốn sức mấu chốt vẫn là do tố chất nghề nghiệp cùng với ưu điểm nhìn bao quát và xem xét thời cơ của của kiều nhất phàm bản thân của kiều nhất phàm cũng tìm được cảm giác như cá gặp nước trong phó bản nhỏ này không nói chính xác hơn là tìm được cảm giác như cá gặp nước trong đoàn đội này kiều nhất phàm tin rằng dù không phải tại vùng đất lưu lạc ở bất luận chỗ nào đi nữa có là trên trận đấu chuyên nghiệp mình chắc chắn cũng có một vị trí riêng trong đội ngũ thế này thật cảm động chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi kiều nhất phàm đã nhiều lần cảm nhận được niềm hạnh phúc mà trước nay chưa từng có đây là chuyện chưa từng xảy ra khi cậu đặt chân vào giới chuyên nghiệp đối với việc này cậu chỉ có thể cố gắng đánh tốt phó bản để báo đáp lại tuy đây chỉ là phó bản vùng đất lưu lạc thấp cùng cực mà thôi. Một đường thuận lợi tiến lên trước, nháy mắt đã đến boss cuối Toya của vùng đất lưu lạc, Kiều Nhất Phàm vốn đầy chờ mong sự chỉ huy của đại thần, cậu biết rõ Toya của phó bản này chính là yếu tố mấu chốt ảnh hưởng đến kỷ lục. Ai dè đại thần chợt trở nên ít lời hẳn, ở đây cả đội cứ như được phát huy tự do. Tuy cũng có phối hợp, nhưng nhìn thế nào cũng không đủ tiêu chuẩn, có nhiều lúc lại trông khá bị động trước mặt Toya. Kiều Nhất Phàm là tuyển thủ chuyên nghiệp, có sức phán đoán chuyên nghiệp, cậu đánh giá sơ qua đấu pháp này, liền cảm thấy không thể nào đột phá nổi kỷ lục hiện thời. Kiều Nhất Phàm hơi mờ mịt, bản thân cậu cũng có thể thiết kế phương pháp phối chiều ở đây, ít ra mạnh mẽ hơn cách đánh tự do và lộn xộn thế này, chẳng lẽ Diệp Thu đại thần không hề nghĩ đến sao? Đang ngơ ngơ, chợt nghe thấy Quân Mạc Tiếu vừa lúc di chuyển đến cạnh mình hỏi, "Em cảm thấy ở đây thế nào?" Kiều Nhất Phàm hơi do dự, cuối cùng thành thật bảo, "Em thấy, nếu cứ thế này sẽ rất khó vượt qua kỷ lục hiện tại." cậu đừng lo lắng hàn yên nhu của đường nhu chẳng biết đến cạnh hai người từ lúc nào nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người nên cũng tham gia vào tại ai đó không chịu cố hết mình đấy không thì cậu đã thấy một màn khác xa rồi ha ha diệp tu cười cười sau đó nói với kiều nhất phàm cái màn ấy em nhìn sẽ biết phối hợp thế nào ngay cố lên ơ ờ, kiều nhất phàm không hiểu gì cả nhưng cũng không hỏi nhiều đánh xong chuyến phó bản ai cũng ngầm hiểu nên đánh thế nào hai cơ hội nữa diệp tu nhấn mạnh không chỉ nói cho kiều nhất phạm mà còn nói với ba người kia không phải chỉ cần kỹ thuật tốt thì sẽ không phạm lỗi vâng đường nhu đáp gọn lỏn anh cứ yên tâm em thích nhất vụ vào mấu chốt mới phát huy hết mình đấy bánh bao xâm lấn nói anh cũng vậy đó tô mộc tranh thế mà lại nhắc nhở diệp tu diệp tu không thần thông đến nỗi chẳng phạm sai lầm nào chơi game suốt 10 năm kinh nghiệm giải quyết sai lầm của hắn cũng vô cùng phong phú bắt đầu